chương 3880, Chiến Hồng Thiên Bộ. Nhưng mà, Hồng Thiên Bộ lại là một người thiểu số, thậm chí bây giờ thực lực của hắn còn trên cả Lăng Hàn. Cho nên, hẳn chỉ có Hồng Thiên Bộ mới có tư cách khét bỏ Lăng Hàn, mà không phải là ngược lại như vậy. Hít, gia hỏa này thật sự là to gan, hoàn toàn không chịu ăn thiệt thòi trước mắt a. À. Hồng Thiên Bộ hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Lăng Hàn lại dám cứng rắn chính diện đáp lời với mình. Hắn lập tức bật cười, nói: người cảm thấy hồng mỗ không xứng đặt song song cùng ngươi hay sao ngươi không xứng lang hàn thản nhiên nói đối phương ba lần bảy lượt dùng cảnh giới áp bách mình hắn đã cảm thấy hồng thiên bộ không xứng đặt chung với hắn nếu như hắn phát hiện ra một thiếu niên thiên kiêu tương lai có khả năng so sánh với hắn như vậy hắn tuyệt sẽ không chèn ép đối phương mà ngược lại có khả năng hắn sẽ còn giúp đối phương một chút có một đối thủ cường đại cạnh tranh sẽ khiến cho mình thời khắc nào cũng không dám lười biếng thế nhưng hồng thiên bộ này lại làm cái gì cơ chứ? Đều là ỷ vào tu vi cao thâm để bắt nạt hắn. Thứ đồ gì vậy chứ? Sắc mặt hồng thiên bộ biến hóa, hắn không nghĩ tới lăng hàn lại dám nói chuyện như vậy với mình. Hắn nhìn chằm chằm vào lăng hàn, uy thế dần dần hiện ra. Lăng hàn, người quá đắc ý vênh váo. Hừ, đánh nhau cùng cấp, ngươi là đối thủ của ta sao? Lăng hàn giết ra, tuyệt đối công bằng đã được phát động. Hồng thiên bộ kinh hô, tu vi của mình lại bị áp chế, không ngừng thụt lùi. Từ khai khiếu đến minh văn, từ lục văn đến ngũ văn, tứ văn xuống tới lục cốt. Nhưng vào lúc này, trong lòng bàn tay của hắn có chút phát sáng, khiến cho tu vi hắn lại trở ngược về minh văn cảnh, nhưng chỉ có nhất văn mà thôi. Tuyệt đối công bằng có thể kéo tu vi của tất cả mọi người trong trận xuống một đại cảnh giới, nhưng hồng thiên bộ lại quá yêu nghiệt, lại có thể chống cự được một bộ phận uy lực của trận pháp. Cho nên vẫn cao hơn lăng hàn ra một đại cảnh giới. Oanh, một quyền của lăng hàn đập đến. Hồng thiên bộ điểm ra một ngón tay, như là tiên nhân điểm hoa, thong rong mà tiêu sái. Phanh, âm hưởng nặng nề vang lên, lang hàn lập tức bị bắn ngược lại. Hồng thiên bộ chắp tay mà đứng, hóa ra là tuyệt đối công bằng, bất quá trước mặt ở hồng mỗ, đánh nhau trong cùng cấp, ai là đối thủ của hồng mỗ cơ chứ? Hắn không để ý tới việc hiện tại mình là minh văn cảnh một chút nào, vẫn chiếm hết ưu thế. Lăng hàn lộn nhào rơi ở trên mặt đất, đáp 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 ba cái, trên nắm tay có máu tươi nhỏ xuống, vừa rồi một ngón tay kia của hồng thiên bộ đã làm cho hắn bị hụt thương tu vi của gia hỏa này hiện tại tuyệt không phải là lục cốt a lang hàn thầm nói ở trong lòng trừ phi có người cũng có thể tu ra thất biến nếu không không có người nào có thể nghiền ép chính mình trong đám người đồng bậc hắn đột nhiên nghĩ đến một việc trong lòng bàn tay của hồng thiên bộ có một con mắt hung thú thái cổ hẳn là vì vật này làm ảnh hưởng tới một bộ phận uy lực của trận pháp cho nên không có cách nào làm giảm tu vi của hồng thiên bộ đến cực cốt cảnh a hắn phát động nhãn thuật để nhìn qua, quả nhiên, trong lồng ngực của Hồng Thiên Bộ, năm đạo Minh Văn đã phai nhạt, thế nhưng vẫn có một cái đang phát sáng. Tu vi của gia hỏa này hiện tại là nhất văn, lang hàn không có vạch trần, tuyệt đối công bằng dĩ nhiên sẽ là tuyệt đối công bằng, nếu hắn nhất định nói Hồng Thiên Bộ là Minh Văn cảnh, khi đó có ai sẽ tin tưởng hắn chứ? Tất cả sẽ chỉ cho rằng là hắn thua không nổi mà thôi. Được, nhất văn thì nhất văn đi. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, lần nữa giết ra, oanh, sát khí phun trào tương hợp cùng với niệm lực đánh về phía hồng thiên bộ dù hồng thiên bộ là yêu nhiệt áp thiên ở dưới đạo sát khí này trùng kích vẫn có chút thất thần đợi tới khi hắn kịp phản ứng thì một quyền của lăng hàn đã đập tới hắn vội vàng phản kích vẫn điểm ra một ngón tay phanh quyền ngón tay va chạm lần này hai người đều thối lui mấy bước một lần liều mạng không phân cao thấp con người hồng thiên bộ không khỏi siết chặt hắn nắm giữ ưu thế một đại cảnh giới thế mà vẫn bị lăng hàn liều mạng đánh ngang tay hay sao hắn biết rõ mình đã bị sát khí của lăng hàn làm ảnh hưởng cho nên mới không có cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng được thế nhưng hắn có tu vi tâm tính thế nào chứ lại bị lăng hàn làm ảnh hưởng chứ hồng thiên bộ không khỏi nổi lên một chút sát ý lăng hàn để hắn cảm nhận được uy hiếp hắn hừ một tiếng lại điểm ra một ngón tay thân thể cũng hiện ra một cái bóng mờ đi theo một ngón tay điểm ra Khí thế của đạo hư ảnh này bàng bạc hơn rất nhiều, giống như một ngón tay điểm ra, cho dù trước mặt là một quả tinh thể thì cũng chỉ có thể bị bắt nát mà thôi. Bởi vì chỉ pháp này là toái tinh chỉ, Lăng Hàn phát động ra yêu hầu quyền, theo thường lệ trước tiên đánh ra một đạo sát khí, sau đó nắm đấm mới nghênh đón. Dù Hồng Thiên Bộ có chuẩn bị thì như thế nào chứ, vẫn bị đánh cho thần hồn thất thủ, dẫn đến uy lực chỉ pháp giảm đi nhiều mà thôi. Phanh, hai người lần nữa đấu một lần yêu hầu cũng đánh ra một quyền lên chỉ mà hư ảnh điểm ra, giống như có hai người đang chiến đấu vậy. Sau một kích này, Lăng Hàn và Hồng Thiên Bộ lần nữa nhao nhao lui về phía sau. Sắc mặt Hồng Thiên Bộ càng hiện lên vẻ thận trọng, lần này hắn đã có chuẩn bị, thần thức bảo vệ chặt thức hải, thế nhưng vẫn bị ảnh hưởng tới. Cũng không phải hắn không có trải qua hoán huyết cảnh, cho nên tự nhiên biết rõ diệu dụng của sát khí. Thế nhưng dù thế nào cũng không có khả năng tu đến mức kinh khủng như thế được. Hết, quá kinh người, hồng thiên bộ và lăng hàn đánh nhau tới mức khó phân cao thấp a ta đã sớm hy vọng bọn họ đánh một trận chiến cùng dai nhìn xem ai lợi hại hơn rốt cục đã được như nguyện không hổ là đế đô song kiêu cũng quá lợi hại đi a đám người bên ngoài nhao nhao kinh hô trước đó bất kể là lăng hàn hay là hồng thiên bộ đặt hai người song song đều chỉ là suy đoán đối với thực lực bề ngoài của hai người mà thôi hiện tại rốt cục bọn hắn đã chứng minh thế nhưng những người này cũng không biết rõ Kỳ thật Hồng Thiên Bộ còn nắm giữ ưu thế một đại cảnh giới, bằng không nhất định bọn hắn sẽ phải ôm đầu kinh hô, tại sao Lăng Hàn có thể yêu nghiệt đến tình trạng như vậy cơ chứ? Chương 3881, lưỡng bại câu thương 1. Hồng Thiên Bộ nhanh chân rời đi, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn chấn động, giống như một đầu chân long đang nằm đó. Cuối cùng bay nhảy lên trên khoảng không, dương nhanh múa vuốt. Đến đây, cố gắng để cho ta mở mang kiến thức một chút, cái gọi là yêu nghiệt thứ nhất của đế đô a. Lăng Hàn cười ha hả, khẽ động người ninh tiếp, vẻ mặt hồng thiên bộ bình tĩnh, chỉ là bên trong đôi mắt có sát ý ẩn sâu. Hắn vẫn là dùng chỉ pháp để tiến hành công phạt, nhưng bên trong một ngón tay điểm ra, hỏa diễm sôi trào, dường như có thể thiêu sạch thiên địa vậy. Lăng Hàn không quản nhiều như vậy, bên trong một đạo sát khí đánh ra, hắn vận chuyển yêu hầu quyền, 50 tầng lực lượng chồng lên nhau, lại thêm tần suất công kích, hắn triển khai phản kích rất cường thế. Oanh, 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 không thể không nói, thực sự hồng thiên bộ quá mạnh, mặc dù hắn ta bị sát khí của Lăng Hàn liên tục đánh trúng, chịu ảnh hưởng rất lớn, khiến cho lực lượng không kém bao nhiêu với Lăng Hàn. Thế nhưng cho dù như thế, hắn cũng hoàn toàn có thể liều ngang tay cùng với Lăng Hàn. Hắn nắm giữ bí pháp kinh người, bên trong một ngón tay điểm ra chấn động đến núi non. Giống như thiên địa cũng đứng ở bên kia, cùng hắn chấn áp Lăng Hàn vậy. Uy lực này triệt tiêu tần suất công kích, mà Hồng Thiên Bộ cũng có thể đánh ra 50 tầng trồng lực, không kém Lăng Hàn một chút nào. Trong lúc nhất thời, hai người khó mà phân cao thấp. Trong mắt các quần chúng mà nói, bọn hắn được thưởng thức một trận quyết đấu có thể nói là mạnh nhất trong các cực cốt cảnh. Nhìn đủ nghiện, thế nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, điểm cuối cùng thắng lợi càng ngày càng xa hơn. Bởi vì, tuyệt đối công bằng chỉ có thể tiếp tục kéo dài 10 phút đồng hồ nữa mà thôi. Làm sao bây giờ, hiển nhiên Hồng Thiên Bộ có hiểu biết đối với trận pháp tuyệt đối công bằng này, hắn cố gắng kháng cự công kích của Lăng Hàn, sau đó dứt khoát cũng không tiếp tục phát động đại chiêu mà chỉ để cho chiến đấu rằng co mà thôi. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần uy lực của trận pháp vừa biến mất, chiến lực của hắn sẽ hồi phục. Đến lúc đó hắn có thể dễ dàng trấn áp được Lăng Hàn. Cần gì phải dùng át chủ bài đáy hòm chứ? Lăng Hàn thì đã dùng tuyệt chiêu của mình mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào áp chế được Hồng Thiên Bộ. Phải biết rằng, đây cũng là một thiên tài có thể vượt qua đại cảnh giới để chiến đấu. Trên lý luận chiến lược hiện tại của đối phương vẫn có thể đạt tới khai khiếu cảnh, vượt qua cực hạn của Lăng Hàn. Nếu không phải sát khí của hắn xung kích quá mức lợi hại thì hắn đã sớm bị Hồng Thiên Bộ đánh bại rất nhiều lần rồi. Nhưng mà, Lăng Hàn chỉ còn lại thời gian có 3 phút mà thôi. Muốn trong vòng 3 phút đánh bại Hồng Thiên Bộ, làm sao có thể làm được chứ? Tay phải Lăng Hàn chấn động, trong tay đã có thêm một thanh trùy. Đây là pháp khí nhất tinh, được hắn gọi là hạn lôi trùy, mặc dù hắn còn có một cái pháp khí nhị tinh thế nhưng dùng thực lực của hắn bây giờ kỳ thật nhất tinh hay nhị tinh cũng không có gì khác nhau dù sao không có cách nào thi triển ra hết uy năng của nó hơn nữa dùng pháp khí nhất tinh cũng có thể giấu rốt một chút dù sao nơi này vẫn còn có một lão quái vật trên tiên đồ a quả nhiên hắn vừa tế ra hạn lôi trùy ánh mắt của lão giả kia đã siết chặt trong mắt hiện lên vẻ tham lam trước đó hắn bị giam vào lao tù sao có khả năng có được pháp khí cơ chứ phải biết rằng từ trước đến nay pháp khí đều là đồ vật chân quý một tên võ giả muốn mua được pháp khí mà mình dùng được cũng phải táng ra bại sản. Cho nên, tự nhiên hắn phải đỏ mắt, ừm, vẻ mặt hồng thiên bộ run lên, từ trên thanh này hắn đã cảm nhận được một tia áp lực. Tay không tất sắt đón đỡ sẽ bị thụ thương, hắn quả quyết lấy ra một thanh trường thương, tản ra khí tức cổ xưa. Trên thân thương có từng đạo đường vân, chỗ tay chạm vào, từng mảnh từng mảnh phát sáng. Giết, tay trái lăng hàn cầm trùy, dùng sức chấn động, phanh, đột nhiên trên trời vang lên tiếng sấm, Bên trên chủy có đường vân phát sáng, sau đó đã thấy một đạo tia chớp màu trắng đánh ra, bổ tới chỗ của Hồng Thiên Bộ. Mặc dù thứ này nhìn như thiểm điện, nhưng tốc độ còn xa không thể so sánh được với thiểm điện chân chính, không thì dùng tốc độ ánh sáng đánh ra, trong giai đoạn hiện tại có ai có thể chống đỡ hoặc là trốn tránh được cơ chứ? Hồng Thiên Bộ khẽ quát một tiếng, huy động trường thương chọc về phía đạo thiểm điện. Phanh, mũi thương đụng phải thiểm điện, dòng điện lập tức từ trên thân thương truyền tới, khiến cho hai tay của Hồng Thiên Bộ run run tóc đen dựng ngược lên. Một kích này, Lăng Hàn thắng, mà Hồng Thiên Bộ đã bị thiệt thòi lớn. Hồng Thiên Bộ vội vàng lui về phía sau, hắn nhướng mày, nói: "Không nghĩ tới ngươi lại thu được pháp khí tiên cấp, thương trong tay hắn cũng là thứ có được từ di tích cổ, nhưng chỉ là cấp bậc tầm bí cảnh. Mặc dù so với pháp khí nhất tinh chỉ kém một cấp bậc, thế nhưng một cấp bậc chênh lệch lại to như trời và đất vậy. Cũng không thể để cho vận khí đều bị ngươi thu lấy a." À. Lăng Hàn cô hạn lôi trùy rồi đập tới tay phải nắm lại trong lòng bàn tay lại cất giấu một khối đá nhưng bây giờ hắn cũng không có đánh ra chỉ là không ngừng công kích mà thôi hồng thiên bộ không ngừng né tránh dù là lăng hàn không có cách nào thi triển ra hết uy năng của pháp khí nhất tinh thế nhưng dù sao đây cũng là pháp khí trên tiên đồ chỉ cần có một tiêu uy năng tràn ra cũng hết sức kinh người siêu 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 dòng điện chạy loạn khiến cho hồng thiên bộ không ngừng lùi lại không dám chống đỡ trong mắt của hắn hiện lên lửa giận đây là biểu hiện của việc hắn không thể chịu đựng được nữa. Bởi vì hắn là hồng thiên bộ, yêu nghiệt áp thiên vô địch. Hắn hử lạnh một tiếng, trong tay phải có khí thức kinh khủng lưu truyền, không ngờ ngay cả tuyệt đối công bằng cũng không có cách nào áp chế được tu vi của hắn. Trong lồng ngực, từng đạo từng đạo minh văn ảm đạm đang phát sáng, lực lượng của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Hắn đã vận dụng con mắt hung thú thái cổ kia, lang hàn đợi chính là giờ khắc này, hắn quát lên một tiếng, tay phải chấn động, siêu, thiên văn ngọc lập tức được đánh bay ra ngoài. Tốc độ gấp 9 lần vận tốc âm thanh, phản ứng của hồng thiên bộ nhanh đến mức kinh người, vội vàng cầm thương vẩy một cái, phanh. Thế nhưng pháp khí cấp bậc tầm bí cảnh này lại bị thiên văn ngọc nện vào, lập tức giống như cái dù nở hoa. Mà thế đi của thiên văn ngọc không ngừng, vẫn bắn về phía hồng thiên bộ. chương 3882, lưỡng bại câu thương hai Phanh, cả người hồng thiên bộ đều bị đánh bay ra ngoài, nhưng trường thương trong tay bị chặn lại như thế, lại thêm tu vi của hắn cũng đã khôi phục được cấp bậc lục văn. Cho nên một kích này chỉ khiến cho lồng ngực của hắn nổ tung, cũng không có diệt sát được hắn. Lăng Hàn cũng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người đột nhiên bay lên. Hồng Thiên Bộ cũng phát động phản kích, đánh ra một kích toái tinh chỉ, cũng đã đả thương nặng hắn. Ba, ba, hai đại thiên kiêu trẻ tuổi đồng thời ngã sắp xuống đất, đều không ngừng đổ máu. Trong lúc nhất thời ai cũng không thể đứng dậy được, lưỡng bại câu thương. Kết quả như vậy là chuyện mà ai cũng không ngờ được tới, không phải là Hồng Thiên bộ nghiền ép Lăng Hàn, độc chiếm ngôi vị yêu nghiệt áp thiên, cũng không phải là Lăng Hàn người sau vượt người trước, lật ngược cường giả uy tín lâu năm. Nếu như nghiên cứu kỹ hơn, Hồng Thiên bộ là khai khiếu cảnh, mà khi chiến đấu cũng có tu vi minh văn cảnh, so sánh qua như vậy, ai càng thêm yêu nghiệt cơ chứ. Cha, bảy anh em hồ lô đều nhào ra ngoài, vẫn là lục hoa lấy thiên văn ngọc trở về, mà sáu đứa trẻ khác thì trông coi ở chung quanh Lăng Hàn, mỗi một người đều đằng đằng sát khí. Hồng Thiên Bộ cũng không phải là người cô đơn, hắn thu phục được không ít thủ hạ thực lực cường đại, hiện tại cả đám cũng nhao nhao đi ra, bảo hộ hắn lại. Một lúc sau, Lang Hàn và Hồng Thiên Bộ đều miễn cưỡng bỏ lên, mặc dù thương thế rất nặng, thế nhưng bên trong ánh mắt của hai người đều tràn ngập chiến ý. Đi, Hồng Thiên Bộ thấp giọng nói, dưới mấy tên thủ hạ nâng đỡ, nhanh chóng đi xa. Lang Hàn cũng muốn đi, thế nhưng lão giả trước kia lại tiến lên đón, nở nụ cười rồi nói. Tiểu bằng hiếu, có thể bỏ thứ yêu thích, bán thanh trùy kia cho lão phu hay không? À, nếu có thể, lão phu còn muốn cầu mua khối ngọc thạch kia nữa. Bảy anh em hồ lô như gặp đại địch, đây chính là cường giả bên trên tiên đồ A, dù chỉ vẻn vẹn là trúc cơ. Lăng Hàn cười một tiếng, nói, ngại quá, hai thứ đồ này còn có tác dụng lớn đối với tại hạ. Ồ, lão giả gật gật đầu, cũng không có dịch chuyển bước chân. Hắn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, rốt cuộc có nên xuất thủ cướp đoạt hay không? nếu như hắn xuất thủ nhất định lăng hàn sẽ không được nhưng mà đây chính là đế đô nếu như hắn xuất thủ cưỡng đoạt đồ vật của một tên tiểu bối tất nhiên sẽ dẫn tới trần phong viêm trấn áp không nói đâu xa chỉ riêng trận linh của thanh long trận kia cũng không phải là người mà hắn có thể địch nổi hắn và thôi trấn hải có chút giao tình trước kia hai người cũng thường xuyên luận bàn thực lực cũng không tranh lệch là bao nhưng mà nếu hắn đạt được một kiện pháp khí nhất tinh như vậy tất nhiên thực lực sẽ tăng vọt chiến lược tăng lên một lần cũng không khó không biết có thể địch nổi trận linh hay không hắn đang do dự cân nhắc được mất bởi vì một khi thất bại thì hắn sẽ giống như thôi trấn hải bị cầm tù ở đế đô đường đường là tiên đồ cường giả bị cầm tù ở trên địa bàn của phàm nhân đây không phải chuyện cười lớn hay sao sau khi do dự nửa ngày cuối cùng lão giả này vẫn nhấn chìm xung động và tham lam trong lòng xuống lại cười một tiếng với lăng hàn sau đó quay người rời đi la cẩm đường vội vàng đuổi theo rất nhanh một già một trẻ đã biến mất ở phía xa Thời gian, không giờ, không không Lão giả vừa đi, áp lực một mực bao phủ trên người Lăng Hàn cũng không cánh mà bay Lão gia hỏa, về sau nhất định ta sẽ đánh ngươi một trầu Lăng Hàn nói thầm ở trong lòng Nếu như vừa rồi Lão giả này xuất thủ Như vậy đợi về sau Lăng Hàn có đủ thực lực Nhất định hắn sẽ giết chết Lão giả này Thế nhưng bây giờ Lão gia hỏa này đã dọa mình một lần Vậy về sau hắn cũng phải dọa cho Lão gia hỏa này giật mình mới thôi dưới mấy đứa trẻ nâng đỡ lăng hàn trở về chỗ ở dùng lực lượng của anh em hồ lô muốn khiêng lăng hàn trở về đương nhiên là việc rất nhỏ lăng hàn phối một chút thuốc bắt đầu khôi phục lần này bị thương không nhẹ cuối cùng hồng thiên bộ đã bạo phát ra chiến lực lục văn vốn đã đủ để diệt sát cực cốt cảnh chỉ là chiến lực của lăng hàn cũng vượt xa cực cốt cảnh cho nên một kích này không có khả năng diệt sát lăng hàn thế nhưng vẫn tạo thành trọng thương cho hắn điện hạ xuất thủ ở đế đô có phải quá mức liều lĩnh Lỗ máng hay không? Ở trong phủ đệ của thất hoàng tử, một tên phụ tá đang khuyên bảo thất hoàng tử. Thất hoàng tử đưa tay ngắt lời. Kẻ này đã biết rõ thú triều hủy diệt hổ cứ thành là do cô vương phát động. Nếu không diệt khẩu hắn, như vậy sao cô vương có thể an tâm được cơ chứ? Nói mà không có bằng chứng, bệ hạ há sẽ tin tưởng lời nói một mặt của hắn cơ chứ? Mà đám người dương đại nhân sao có thể gọi điện hạ đi thẩm vấn được? Tên đồng liêu này tiếp tục khuyên nhủ. Trước đó không ai nghĩ tới ở trong đế đô lại có một cái Thanh Long đại trận, dường như trận linh kia có mặt ở khắp mọi nơi, nếu như bị trận linh bắt được hành tung của điện hạ, khi đó mới thật sự là không thể ngụy biện được nữa. Thất hoàng tử mày nhíu lại, nói: "Phụ hoàng có tín nhiệm đặc thù đối với tiểu tử kia, cho nên nếu như tiểu tử kia đi cáo trạng, nói không chừng phụ hoàng sẽ thực sự điều tra. Tất nhiên cô vương sẽ không ngại, nhưng các người có thể bảo đảm mình sẽ không để lộ ra một chút tin tức gì hay?" Câu này làm cho tên Đồng Liêu này lập tức không phản bác được. Ở dưới uy nghiêm của thánh hoàng, trong lòng ai có thể không dao động cơ chứ? Huống hồ, lần này tiểu tử kia đã bị trọng thương, chính là cơ hội tốt nhất để diệt trừ hắn ta." Thất hoàng tử nói, trong mắt của hắn hiện lên vẻ kiêng kỵ, uy lực Thiên Văn Ngọc của Lăng Hàn quá mức đáng sợ, ngay cả Hồng Thiên Bộ cũng bị đánh cho trọng thương, nếu như nện ở trên người hắn thì hắn cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi được. Nếu như là các loại phi kiếm phi đao bình thường, hắn chỉ cần dùng niệm lực là có thể nhẹ nhõm ngăn cản lại. Thế nhưng một lần ném ra thiên văn ngọc có thể đạt tới vạn cân, làm sao cản cơ chứ? Nghĩ đến thiên văn ngọc, hắn lại có chút tham lam, dùng niệm lực của hắn lại thêm thiên văn ngọc, có thể phát huy ra uy lực khủng bố cỡ nào cơ chứ? Tin rằng ngay cả tầm bí cảnh cũng có thể bị hắn miểu sát. Hắn không có chút do dự nào, nhất định phải thừa cơ hội này xử lý lăng hàn, cướp đoạt đi thiên văn ngọc. mươi 3883, tị nạn, vừa vặn, Lăng Hàn vừa mới dùng qua tuyệt đối công bằng, người lại bị thương nặng, xuất thủ lúc này tuyệt đối là dễ dàng như trở bàn tay. Lăng Hàn uống thuốc, thoa ngoài ra, sau khi xử lý thương thế một chút rồi hắn nói. Bây giờ ta không có tuyệt đối công bằng uy hiếp, buổi tối hôm nay, những yêu ma quỷ quái kia sẽ xuất thủ với ta. Cha, người trốn vào bên trong dưỡng nguyên hồ lô đi, chúng còn tìm một chỗ trốn trước. Nhị Hoa đề nghị, Đại Hoa thì trợn trắng mắt, nói. Sợ cái gì, tới một người chúng ta giết một người, Đến hai chúng ta giết một đôi a. À. Đúng, Tứ Oa gật đầu, giết, ngũ Oa cũng gật đầu. Lang Hàn lắc đầu, nói: "Không, chúng ta đi một chỗ." "Chỗ nào?" Bảy đứa trẻ cùng lên tiếng hỏi. "Bích Tiêu công chúa." Lang Hàn cười nói: "Vì sao phải đi tới chỗ Bích Tiêu công chúa a? À? Bởi vì Bích Tiêu công chúa chính là tồn tại tầm bí cảnh, mà tuổi còn trẻ đã có thể đạt tới loại độ cao này." Chiến lực của Bích Tiêu tuyệt đối rất kinh người, cho nên tiến vào phủ đệ của Bích Tiêu công chúa trừ phi là cường giả tiên đồ xuất thủ nếu không chỉ có phần nuốt hận mà thôi như vậy bích tiêu công chúa xét ra tay với lăng hàn sao nàng sẽ có suy nghĩ như vậy nhưng mà nàng là yêu tộc nếu lăng hàn xảy ra chuyện ở trong phủ của nàng như vậy lửa giận cc trần phong viêm sao yêu tộc có thể tiếp nhận được chứ cho nên không những lăng hàn không cần lo lắng tới bích tiêu công chúa sẽ ra tay với hắn ngược lại còn có thể dùng đối phương xem như là bảo tiêu lại nói tiểu yêu tinh này luôn kéo cửu hận cho hắn vì sao lăng hàn lại không thể đưa nàng ra làm lá chắn cơ chứ đi đi ăn uống chùa bảy đứa trẻ nghe xong đều phấn chấn chuyện tốt như ăn uống chùa làm sao bọn chúng có thể bỏ lỡ được chứ thế là một nhóm tám người trùng trùng điệp điệp cực kỳ rêu rao đi tới phủ của bích tiêu công chúa cái gì bích tiêu công chúa lấy làm kinh hãi lăng hàn lại đến thăm chỗ ở của nàng sao làm cái quỷ gì vậy chứ mời nàng nghĩ ngợi một lúc lại để cho người đi mời lăng hàn vào trong chỉ chốc lát sau, Lăng Hàn đã mang theo bảy đứa trẻ đi tới phòng khách. Lăng Đại Sư Đại Giá Quang Lâm, không biết có gì chỉ giáo. Công chúa yêu tộc một bên thưởng thức trà, một bên cũng không ngẩng đầu lên mà nói, dường như đang biểu đạt việc chính mình không chào đón với Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười, nói, chỉ giáo thì không dám nhận, chỉ là đã rất lâu rồi không nhìn thấy công chúa, rất là nhớ nhung, cho nên hôm nay chuyên tới để bái phỏng. Lừa gạt quỷ A, à, đương nhiên Bích Tiêu công chúa sẽ không tin tưởng lời này, nàng nhìn cái ngực lăng hàn rõ ràng đang nhô lên cho nên lập tức hiểu ra người đánh với hồng thiên bộ một trận chịu trọng thương lại đã dùng tuyệt đối công bằng đang chờ khôi phục cho nên hiện tại có lẽ dù là một cực cốt cảnh bình thường tới cũng có thể giết ngươi bởi vậy ngươi chạy đến chỗ ta để tị nạn a à. lăng hàn cười một tiếng cực cốt cảnh phổ thông vẫn không giết được ta dù thế nào cũng phải là minh văn cảnh bích tiêu công chúa lập tức có một loại cảm giác sắp phát điên trọng điểm của nàng cũng không phải cái này a à nàng hư một tiếng ta tại sao phải giúp ngươi lăng hàn a à, một tiếng không phải ta và công chúa tình đầu ý hợp không phải đoạn thời gian trước ngươi đều ngủ ở chỗ của ta hay sao nói bậy nói bạ bích tiêu công chúa quát một tiếng thế nhưng suy nghĩ lại một chút quả thực nàng đã tạo nên biểu hiện giả dối hai người cùng qua đêm một chỗ nàng dùng chuyện này để kích phát sát ý của chư vị hoàng tử đối với lăng hàn không nghĩ tới bây giờ lại bị lăng hàn lợi dụng đây coi như là mua dây buộc mình hay sao mình tạo ra sát cơ cho Lăng Hàn, lại phải làm bảo tiêu cho đối phương, đây là chuyện nghẹn khuất tới cỡ nào chứ? Nuôi trẻ con không dễ, công chúa điện hạ, có cái gì ăn hay không? Cũng không cần đồ gì tốt, tùy tiện làm một chút thịt yêu thú là được rồi." Lăng Hàn vừa cười vừa nói, hoàn toàn không khách khí. Bích Tiêu công chúa tức giận đến mức phất tay áo mà đi, thế nhưng ra mặt tám người Lăng Hàn lại rất dày, cứ ngồi như vậy, không có chút ý tứ dẹp đường hồi phủ chút nào. Bọn hắn có thể không biết xấu hổ như vậy? thế nhưng bích tiêu công chúa lại không được nàng vẫn sai người đưa cơm tối lên cho tám người nhưng mà đây chỉ là bắt đầu cơn ác mộng của nàng mà thôi ta nói này công chúa điện hạ đã mời khách cũng không cần nhỏ mọn như vậy chứ kiếm một ít thứ ăn được a à. lăng hàn kêu lên hắn và bảy đứa trẻ đều là người biết ăn hàn đồ ăn mà người bình thường có thể nhét no bụng một trận ở trong mắt bọn hắn chỉ có thể nói là vừa nhét kẽ răng được một chút mà thôi bích tiêu công chúa im lặng nào có loại khách nào như thế chứ cũng quá không rụt rẻ a à. nàng đành phải sai người đi chuẩn bị thức ăn đưa qua. Đưa ba lần, rốt cục Lăng Hàn và mấy đứa trẻ mới ra vẻ đủ rồi, không cần đưa thêm thức ăn. Lăng Đại Sư, người ăn cũng đã ăn, nghỉ ngơi cũng đã nghỉ ngơi, cũng nên trở về a à. Bích Tiêu Công Chúa cắn răng hỏi, thời gian, không giờ, 12, Lăng Hàn thưởng thức trà một cái rồi khen, trà ngon, đây là cố ý giả câm vờ điếc. Bích tiêu công chúa tức giận đến mức chừng mắt, trước đó khi nàng ỉ lại trong nhà lăng hàn tuyệt đối cũng không ngờ rằng chính mình cũng sẽ có một ngày bị lăng hàn làm như vậy lại một thù trả một thù a à. đôi mắt đẹp của nàng lập lè, đột nhiên đổi giận thành cười nói nếu như lăng đại sư chịu đầu nhập vào yêu tộc ta như vậy bích tiêu ta tất nhiên sẽ dùng hết toàn lực để bảo hộ ngươi lăng hàn ra vẻ kinh ngạc nói bích tiêu lời này của ngươi khách khí rồi quan hệ giữa chúng ta như thế nào chứ còn cần phân chia như thế hay sao chúng ta ngay cả một chút quan hệ cũng không có a à. bích tiêu công chúa có xúc động muốn giết người thế nhưng trần phong viêm lại giống như là một ngọn núi lớn chỉ có thể nhìn lên vắt ngang ở trên đầu yêu tộc khiến cho nàng căn bản không thể làm ra hành động quá phận nếu không không chỉ là chuyện của một cá nhân như nàng mà rất có khả năng toàn bộ yêu tộc sẽ vì sai lầm của nàng mà trả giá đắt ghê tởm a đối phương bất quá chỉ là một tên cực cốt cảnh nho nhỏ mà thôi nàng cắn răng nói Đi sắp xếp phòng khách cho Lăng đại sư và mấy tiểu bằng hữu. Vâng, công chúa điện hạ. Có người gật đầu, chương 3884, đổ thừa không đi. Lúc này Lăng Hàn mới đứng dậy, nói: "Các con, đi, đi ngủ đi, đi ngủ a, à, đi ngủ a." À. Bảy đứa trẻ đều hi hi ha ha nói chuyện rồi đi theo Lăng Hàn. Lời này ngươi lại nghe được rất rõ ràng ha, Bích Tiêu công chúa nói ở trong lòng, lại có xúc động muốn đánh người. Lăng Hàn đi quý phủ của Bích Tiêu công chúa. Thất hoàng tử sướng sờ, chuyện này khiến cho hắn lấy làm kinh hãi, đồng thời cũng hiện lên một cỗ lửa giận không có cách nào để hình dung ra được. Trước đó bích tiêu công chúa ở quý phủ của Lăng Hàn một đêm đã khiến cho hắn thiếu chút nữa đi tìm Lăng Hàn, trực tiếp xử lý ra hỏa này. Hiện tại thì tốt rồi, các người có qua có lại sao, người ở nhà ta, ta sẽ ở nhà ngươi một lần sao. Ngươi thực sự muốn chết phải không? Hắn dùng giọng căm hận nói, lúc trước bích tiêu công chúa vào đế đô đã phát ra tín hiệu rõ ràng, nàng sẽ thành hôn cùng một vị hoàng tử, dùng để xúc tiến quan hệ giữa nhân tộc và yêu tộc. Nhưng còn bây giờ thì sao, Bích Tiêu công chúa lại thông đồng cùng Lăng Hàn, chuyện gì đã xảy ra? Trước đó tất cả hoàng tử đều cảm thấy trên đầu mình có cỏ xanh mơn mờn, chỉ là thiên địa kịch biến đột nhiên tới. Di rời tầm mắt của mọi người, nhưng lần này thì lại khác, bên ngoài đế đô trở nên cực kỳ nguy hiểm, không có cách nào di chuyển mâu thuẫn trong nội bộ. Mà lúc này Lăng Hàn lại ngang nhiên vào ở trong quý phủ của Bích Tiêu công chúa, không biết hẽ dẫn phát tới sóng to gió lớn cỡ nào. Điện hạ, có nên hủy bỏ kế hoạch? Phụ tá hỏi, thất hoàng tử nghĩ nghĩ rồi nói. Không, đây lại là cơ hội khó được, vốn người muốn giết tiểu tử kia cũng có thể thành một hàng dài. Hôm nay, bảo đảm sẽ có rất nhiều người không nhịn được mà xuất thủ. Đã như vậy, vậy thì không bằng điện hạ cứ ngồi xem, dù sao cũng có người có thể thay điện hạ hoàn thành nhiệm vụ A. Phụ tá nói, thất hoàng tử lắc đầu, mặc dù tiểu tử kia bị thụ thương, nhưng thực lực vẫn không kém cô vương muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết mới có thể chân chính an tâm có một câu nói mà hắn không nói ai biết rốt cuộc lăng hàn và bích tiêu công chúa có xảy ra một chút chuyện gì hay không cho nên hắn nhất định phải nhìn thấy lăng hàn chết đi thì lửa giận trong lòng mới có thể xóa đi được hôm nay trong đế đô cũng rất náo nhiệt có mấy hoàng tử đã âm thầm quyết định phải thừa dịp đêm tối xuất thủ lăng hàn lại dám ngang nhiên vào ở quý phủ của bích tiêu công chúa chuyện này khiến cho bọn hắn không thể nhịn được nữa vừa vặn lang hàn chịu trọng thương lại không vận dụng được tuyệt đối công bằng hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để giết chết hắn đúng nửa đêm bên ngoài phủ của bích tiêu công chúa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có những người áo đen bịt mặt thoát ẩn thoát hiện thậm chí còn có người khi leo đến trên cây lại lúng túng phát hiện ra phía trên còn có người đang nhìn mình người này vội vàng cười một tiếng nhảy xuống đi tìm chỗ khác có thể quan sát tòa phủ đệ này có người không nhẫn nhịn được nữa mà tiềm nhập vào phủ đệ chuẩn bị đánh lén nhưng rất nhanh đã nhìn thấy cửa lớn mở ra, người này giống như là rác rưởi bị ném ra ngoài. Rất nhanh lại có người thứ hai, người thứ ba đi vào. Thế nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Cái phủ đệ này giống như là một cái hang không đáy, người trở ra đã không có động tĩnh nào khác. Lúc trở ra cũng đã bị hôn mê, căn bản không có người nào nghe được động tĩnh chiến đấu. Một người hai người, ngay từ đầu vẫn chưa có người nào chú ý tới, nhưng nhân số nằm ngoài cửa phủ đã vượt qua hơn 10 người lúc này rốt cục mới dẫn tới tất cả mọi người coi trọng. đây chẳng lẽ là đầm rồng hang hổ hay sao? thất hoàng tử đang muốn tự mình xuất động thì đã thấy một thân ảnh lướt vào trong phủ. a, à, lão cửu trong miệng hắn thì thào, vội vàng dừng bước. cửu hoàng tử là khai khiếu cảnh, nếu như hắn xuất thủ, một người đã mất đi tuyệt đối công bằng và trọng thương thì làm sao có thể chống đỡ được cơ chứ? nghĩ tới đây, đương nhiên hắn sẽ không xông về phía trước nữa, tránh cho dẫn tới phiền toái không cần thiết chỉ là trong nháy mắt hắn đã nghe được trong đình viện phát ra tiếng vang to lớn phanh 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 sau đó đã thấy tường viện bị mạnh mẽ đánh ra một cái lỗ thủng một bóng người ngã bay ra nằm ngang ở trên mặt đất mặc dù người này đã che mặt thế nhưng thất hoàng tử vừa nhìn một chút là có thể nhìn ra được đây chính là cửu đệ của hắn làm sao có thể chứ cửu hoàng tử là khai khiếu cảnh ở trong đế đô này có mấy người có thực lực mạnh hơn hắn cơ chứ hơn nữa muốn đánh bại hắn trong thời gian ngắn như vậy người có thể làm được chuyện này cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Chẳng lẽ huyết xích la tỏa chấn nơi này? Không đúng, huyết xích la đã sớm trở về yêu tộc, nơi này không có khả năng lại có một vị tầm bí cảnh nào khác. Siêu, đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người từ trong phủ đệ bay lên, đứng ngạo nghễ ở trên đình đài cao nhất. Một tay cầm kiếm, váy trắng như tuyết, gió đêm quét qua, dán lên trên thân thể mềm mại của nàng, phát họa dáng người hoàn mỹ của nàng vô cùng rõ ràng rành mạch. Bồng bềnh như tiên, đẹp như tranh. Đầu tiên là thất hoàng tử bị đạp đến mức hít thở không thông, sau đó hai mắt đã trợn trừng lên. Đây là Bích Tiêu công chúa? Cái gì? Trong lòng thất hoàng tử dâng lên một suy nghĩ cổ quái, chẳng lẽ cường giả bí ẩn đánh bại cửu hoàng tử chính là công chúa yêu tộc này hay sao? Hít, ai còn dám xông vào phủ đệ của bản cung, giết không tha." Bích Tiêu công chúa lạnh lùng nói, có cảm giác giống như một nữ thần. Cuối cùng nàng cũng không che giấu tu vi của chính mình, khí tức cường đại lưu chuyển. Khiến cho người bên ngoài phủ đệ đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Thất hoàng tử cũng không có một chút hoài nghi nào, đây là một vị cường giả tầm bí cảnh a. Làm sao có thể chứ? Công chúa Yêu tộc cũng chỉ có hơn 20 tuổi a, nàng tu luyện như thế nào chứ? Đây cũng không phải là vấn đề tài nguyên tu luyện, mà là có được phú võ đạo cường đại thiên chống đỡ. Hai mắt của hắn siết chặt, không ngờ Yêu tộc lại phái ra một thiên tài như vậy đi tới đế đô, quả thực chỉ đơn giản là làm thân thôi sao? Nếu như hắn là Yêu hoàng sẽ hy sinh một thiên tài hậu đại hơn người như vậy hay sao? Bích tiêu công chúa quét qua một vòng, sau đó nhảy xuống. chương 3885, tạo dựng tuyệt đối công bằng cỡ lớn. Vẻ mặt nàng tràn ngập vẻ giận dữ, từ trước cho tới nay, nàng đều dùng mị lực cá nhân để qua lại với các tên hoàng tử, quyền quý, thành thạo và điêu luyện. Nhưng bây giờ nàng lại bị ép cho thấy thực lực chân chính của mình, về sau nhất định sẽ khiến cho người khác đề phòng, không thể giữ vững địa vị siêu nhiên được nữa. Tất cả mọi chuyện đều là do tên hỗn đản kia mang tới. Trải qua một đêm này, Bích Tiêu công chúa lần nữa danh chấn đế đô. Trước đó mọi người chỉ biết là Bích Tiêu công chúa đẹp đến mức tuyệt thế kinh trần. Thế nhưng cũng chỉ là như thế, vị mỹ nữ này cũng chỉ là một phong cảnh không tệ, thế nhưng bây giờ thì lại hoàn toàn khác biệt. Người ta còn là một vị cường giả, mạnh hơn phần lớn người ở nơi này. Đúng vậy, mặc dù là cường giả cấp bậc tiên đồ đã nhiều lên, tầng tầng lớp lớp ở các nơi, thế nhưng dù sao cũng chỉ là truyền thuyết cũng chưa từng gặp qua mấy người cho nên tầm bí cảnh vẫn có thể được xưng là cường giả quan trọng nhất chính là bích tiêu công chúa mới bao nhiêu tuổi cơ chứ hai mươi mấy tuổi đã có thể áp đảo trên đám người tứ đại soái nghị sự trưởng thậm chí còn khiến cho tuyệt đại yêu nghiệt như hồng thiên bộ cũng phải thua chị kém em đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi tới cỡ nào cơ chứ sau khi chấn kinh bích tiêu công chúa lại tạo thành sóng gió lớn ở đế đô dáng nữ tử đẹp đến mức kinh người thực lực mạnh đến mức kinh người này, ai mà không muốn lấy về nhà cơ chứ. Đây cũng không phải là một bình hoa a, à, mà Lăng Hàn thì tiếp tục duy trì ra mặt siêu dày, ở chỗ của Bích Tiêu ở một ngày lại một ngày, dù sao tổn thương của hắn không tốt hơn thì hắn sẽ không rời đi. Có đôi khi hắn kiêu ngạo đến kinh người, có đôi khi lại cực kỳ láo cá. Thừa dịp thời gian dưỡng thương, Lăng Hàn cũng đang suy nghĩ về trận pháp, hắn muốn làm cho tuyệt đối công bằng lớn hơn, bền bỉ hơn. Phải biết rằng Vốn trận pháp này là từ trận pháp cỡ lớn để chuyển hóa tới. Mục đích là vì khảo hạch đệ tử trong tông môn hoặc là trong gia tộc có một trận chiến công bằng, hay là tiến hành một loại luận bàn nào đó cần hoàn cảnh công bằng như vậy. Tuyệt đối công bằng được thiên tài trong các trận sư đơn giản hóa, có thể bố trí ở trên quần áo, mặc dù có được tính cực kỳ tiện lợi. Thế nhưng cũng có khuyết điểm tính tiếp tục rất ngắn, phạm vi bao phủ nhỏ. Lăng Hàn muốn khiến cho nó trở lại thành đại trận như cũ, bố trí ở gần nơi ở của mình như vậy bất kể là ai tới đều chỉ có thể cùng một cấp bậc với hắn đương nhiên, hắn bị suy yếu tu vi cũng không sợ, đánh nhau cùng cấp, ai có thể là đối thủ của hắn cơ chứ? Hơn nữa, hắn còn có thể có một hạn cuối về tu vi, tỉ như không thể thấp hơn thông mạch cảnh. Hắn một mực nghiên cứu, bởi vì hắn đã có tuyệt đối công bằng, lại có ba trận cơ mà hắn mang ra từ trong cổ đạo tông. Thứ này có thể cung cấp cho hắn một chút tham khảo. Thoáng cái, 10 ngày đã qua đi. Cuối cùng thương thế trên người Lăng Hàn đã khôi phục được bảy tám phần, mà ở trên tuyệt đối công bằng, hắn cũng lấy được đột phá mang tính tiến triển. Hắn tạm biệt Bích Tiêu công chúa, mang theo một đám trẻ con trở về. Đi đường bình an, Bích Tiêu công chúa cắn răng nói. Lăng Hàn cười ha ha, một mặt phất tay tạm biệt, lại nói. Về sau có rảnh ta sẽ bồi thường cho nàng. Phanh, để đáp lại, Bích Tiêu công chúa vung tay lên, một cỗ kình lực đảo qua, cửa lớn đã bị nàng mở ra. Ai? đường đường là công chúa tự mình tiễn đưa tình thâm ý trọng tới cỡ nào chứ lăng hàn cười ha hả nghênh ngang rời đi hắn cũng không có trực tiếp về nhà mà đi tới cửa hàng vật liệu mua sắm đồ vật quan trọng để bố trí trận pháp rất đắt nhưng thứ mà hắn hiện tại rất không thiếu chính là tiền a vung tay lên mua 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 hắn mang theo đồ vật về nhà trước tiên vẽ trận văn để đi bố trí sau một hồi hắn nở nụ cười hài lòng đại trận này có thể liên tục không ngừng điều động đại thế thiên địa cho nên đã không còn hạn chế 10 phút đồng hồ nữa. Thế nhưng bởi vì Lăng Hàn chỉ dựa vào lý giải của chính mình để làm nó trở lại như cũ cho nên độ cao của bản thân còn chưa đủ, cho nên trận pháp này cũng không thể hoàn toàn dựa vào thiên địa mà là còn phải tiêu hao ngọc tử. Chút lòng thành, ở trên cơ sở này, hắn lại bỏ vào một trận pháp cảnh giới, chỉ cần vừa có người ngoài xâm nhập, hắn sẽ có thể cảm ứng được. Không sai biệt lắm a, à, Lăng Hàn cười cười, đi về trong phòng mình. Hiên viên Định Quốc đã được người của Đại Soái phủ tiếp về, cũng đã khỏi hẳn. Sau khi biết được Lăng Hàn trở về phủ đệ của mình, hắn đã chạy đến tìm Lăng Hàn trước tiên. "Lần này cảm ơn ngươi." Hắn nói, Lăng Hàn cười một tiếng, "Có cái gì mà cảm ơn cơ chứ, ngươi là đồng bạn hợp tác của ta, ngươi bị đánh, ta xuất khí giúp ngươi là việc rất nhỏ." Hiên viên Định Quốc gật gật đầu, cảm kích nói nhiều cũng không có gì hay, cứ để ở trong lòng là được rồi. Chỉ là mấy ngày nay tiểu tử ngươi lại cũng như hình với bóng với yêu tộc công chúa, ta thật là hâm mộ ngươi chết đi được. Dù sao Hiên Viên Định Quốc cũng là Hiên Viên Định Quốc, rất nhanh đã hiện nguyên hình ra. Lăng Hàn giang tay hai tay ra, nói: "Ta nói ta chỉ là khách nhân an phận qua 10 ngày, ngươi tin không?" Hiên Viên Định Quốc không nói gì, chỉ ném cho hắn một ánh mắt cực kỳ xem thường. "Được a, à, biết rõ ngươi không tin rồi mà." Lăng Hàn thở dài, nói: "Ngươi không tin ta cũng không có cách nào khác cả." Hiên Viên Định Quốc lắc đầu, bây giờ không phải là vấn đề ta tin hay không tin, mà là những hoàng tử kia a. À. Ngươi ở chỗ của Bích Tiêu công chúa chờ đợi qua 10 ngày, có hoàng tử nào mà không cảm thấy trên đầu mình xanh mơn mởn cơ chứ? Đặc biệt là sau khi biết được Bích Tiêu công chúa là cường giả tầm bí cảnh, tất cả hoàng tử đều muốn có được nàng a. À. Đừng nói là những hoàng tử kia, còn có truyền nhân của các thế lực bên ngoài, hiện tại đã liên tiếp vào kinh, vốn đã có ý tứ khiêu chiến ngươi và Hồng Thiên Bộ, lại thêm yếu tố Bích Tiêu công chúa cho nên có lẽ đã xem như ngươi là mục tiêu thứ nhất a à? Lăng Hàn cười ha hả một tiếng, vỗ vỗ vai của hiên viên định quốc nói. Yên tâm, nếu như bọn họ dám đến, tới một người thu thập một người, đến người thu thập một đám. Hừ hừ, còn có chúng con a à? con có thể một người đánh mười người. mươi 3886, lục gia đánh tới một. Con một người đánh một trăm, con đánh một ngàn người. Đám anh em hồ lô cũng xông tới, nhao nhao nói. Hiên viên định quốc chỉ cười một tiếng, Tự nhiên hắn không tin những đứa trẻ này có thể có tác dụng gì. Lăng Hàn cũng chưa hề nói, mỗi một người trong anh em Hồ Lô đều có thể nói là tiên thiên thần thể, tố chất thân thể so với yêu tộc còn cường đại hơn rất nhiều, đánh nhau cùng cấp, có mấy người là đối thủ của các nàng cơ chứ. Hiên Viên Định Quốc còn nói đến Hồng Thiên Bộ, gia hỏa này bị Thiên Văn Ngọc đập một cái cũng không có chết, nhưng bị thương cũng rất là nghiêm trọng. Chỉ là người ta mạo hiểm ở bên trong di tích cổ, có rất nhiều linh dược thượng cổ, nghe nói cũng đã hoàn toàn khôi phục Lăng Hàn không khỏi mồ hôi, linh dược thưởng cổ. Cách thời gian dài như vậy còn có thể ăn được sao, không có biến chất sao, xác định ăn vào sẽ không tiêu chảy chứ. Hắn nhổ nước bọt một cái, lại hàn huyên một trận cùng hiên viên định quốc, lúc này đối phương mới cáo biệt rời đi. Đế đô đã khôi phục, nhưng chỉ giới hạn trong đế đô, không có cách nào câu thông mỗi một góc trong huyền Bắc Quốc nữa. Trên thực tế, ngoại trừ đế đô ra, tất cả địa bàn khác đã không còn bị đế quốc trưởng khống nữa, mà là trên cơ bản đã rơi vào trong tay những cường giả tiên đồ đột nhiên xuất hiện kia. Chỉ là bởi vì kiêng kỵ Trần Phong Viêm, cho nên mới không có một người nào dám ngang nhiên khởi nghĩa, nói muốn lật đổ hoàng triều Trần ra gì gì đó. Từ trên lý luận mà nói, đây vẫn là thiên hạ của Trần gia, thế nhưng sau khi ra khỏi đế đô, mệnh lệnh của hoàng gia còn có thể lan truyền được đến bao xa, đây chính là chuyện khác. Đêm đó, một lão giả lặng lẽ tới chơi, là Kim Tam Ngân, tiểu hữu đã lâu không gặp lão đầu vừa đến đã cười ha hả hà. lăng hàn cũng cười nói lão bá khinh công của ngươi càng ngày càng tinh diệu đã có thể leo tường mà vào a à. đương nhiên kim tam ngân nghe ra được lăng hàn đang châm chọc hắn không xin phép mà vào hắn cũng không có để ở trong lòng chỉ là cười một tiếng nói tiểu hữu đánh với hồng thiên bộ một trận xem như chân chính đứng lên vị trí tuyệt đại thiên tài kim tam ngân tiếp tục nói mặc dù các ngươi cùng đại cảnh giới thế nhưng nhất định hồng thiên bộ đã nắm giữ ưu thế tiểu cảnh giới huống hồ hắn đã bước vào khai khiếu ý thức chiến đấu kinh nghiệm cũng trên ngươi dưới tình huống như vậy ngươi còn có thể liều mạng lưỡng bại câu thương cùng hắn quả thực khiến cho lão phu chấn kinh lão bá khen ngợi lang hàn cười nói chỉ là lần này lão bá tới đây sẽ không phải là đến khen ta đó chứ kim tam ngân thu hồi nụ cười nói lão phu muốn nghe ngóng một người ở chỗ tiểu hữu a à, ai nha lang hàn hỏi kim thiếu hoàng kim tam ngân nói con mắt chăm chú nhìn chầm chầm vào Lăng Hàn. Lăng Hàn giang tay ra, nói, a à, đã gặp một lần, sao vậy? Thiếu Hoàng chính là cháu của Lão Phu, nhưng ngay sau khi gặp tiểu hữu nó đã mất mạng. Kim Tam Ngân nói, vậy xin Lão bá nén bi thương. Lăng Hàn gật gật đầu, Kim Tam Ngân không có để ý tới hắn mà tiếp tục nói. Lão Phu từng cho là hắn bị cường giả tiên đồ đột nhiên xuất hiện bên trong bí cảnh giết chết. Thế nhưng sự thật chứng minh, trước đó hắn đã bị người ta đánh chết có chuyện như vậy sao? Lăng Hàn ra vẻ kinh ngạc, Kim Tam Ngân gật gật đầu, mà N người có thực lực này, lão phu tin rằng chính là Tiểu Hữu Ồ, Tiểu Hữu có được tuyệt đối công bằng, có thể kéo cấp độ của đối thủ đến trình độ giống chính mình, mà đánh nhau cùng cấp, ai có thể là đối thủ của Tiểu Hữu cơ chứ? Kim Tam Ngân nói, Lăng Hàn lắc đầu, lão bá ngươi nói như vậy thì ngại quá, theo ý của ngươi, chỉ cần có người chết thì chính là do ta ra tay hay sao? Kim Tam Ngân cười cười, nói, Vậy lão phu đổi lại một vấn đề, bên trong tiểu hữu đã gặp qua người của Lục gia sao? Lăng Hàn kinh ngạc, đương nhiên hắn đã gặp qua người của Lục gia, còn cùng nhau làm thịt người của Kim gia a. Không rõ ràng, hắn lắc đầu, vậy lão phu làm phiền rồi, cáo từ. Kim Tam Ngân quay người rời đi. "Lão bá!" Lăng Hàn kêu một tiếng, chẳng lẽ tiểu hữu nhớ lại cái gì rồi sao? Kim Tam Ngân dừng bước lại, "Lần sau nếu lại đến, nhớ kỹ phải gõ cửa." Lăng Hàn nói, Kim Tam Ngân không khỏi xấu hổ hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình bắn lên, rất nhanh đã biến mất. Đây gọi là cái gì chứ, tiền lễ hậu binh sao? Lăng Hàn lười biếng duỗi lưng, cũng không có để ở trong lòng, lúc ngủ hắn đã mở ra trận pháp. Nếu không người nào dám tới thì thôi, thế nhưng nếu đến cũng đừng nghĩ trở về. Cửu ra, tiểu tử kia nói thế nào? Kim Tam Ngân vừa ra khỏi lăng ra đã chui vào trong một chiếc xe, mà bên trên vị trí lái xe có một nam tử trung niên khoảng chừng 40 tuổi đang ngồi. Kim Tam Ngân hừ một tiếng, nói thiếu hoàng thiếu kiếm đều bị tiểu tử kia giết chết nam tử trung niên có chút sát khí nói cửu gia đã khẳng định như vậy thì chúng ta lập tức xuất thủ làm thịt tiểu tử này a à. kim tam ngân lắc đầu lão phu đã sớm xác định chính là tiểu tử kia đắc thủ lần này cũng không phải đến để xác nhận nam tử trung niên có chút kỳ quái vậy ngươi đi tìm lăng hàn làm gì chứ chỉ là hắn không có hỏi kim tam ngân lại giải thích tiểu tử kia có tuyệt đối công bằng cho dù là tầm bí cảnh cũng bị hắn kéo xuống cùng một cảnh giới, mà không thể không nói, chiến lược cùng dai của tiểu tử kia quả thực rất cường hãn, lão phu tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Vậy cũng có thể phái người tới tiêu hao chiến trước, khiến cho tiểu tử kia dùng hết tuyệt đối công bằng, khi đó cửu ra ngài lại ra tay. Nam tử trung niên nói, Kim Tam Ngân chừng mắt liếc, phái ai đi, chiến lược thông thường của tiểu tử kia đã có thể quét ngang minh văn cảnh, Kim ra chúng ta có mấy cao thủ khai khiếu cảnh, có ai có thể hy sinh được nữa chứ. Nam tử trung niên chỉ có thể ngượng ngùng im lặng, như vậy chúng ta phải làm như thế nào? Một lát sau, hắn mới hỏi, Kim Tam ngân cười lạnh, đây mới là nguyên nhân mà lão phu đi một chuyến. Hắn thao tác một chút, lập tức, thanh âm mà Lăng Hàn đối thoại với hắn trước đó đã vang lên. Người Lục gia phái ra người cũng toàn quân bị diệt, hẳn là tiểu tử này đắc thủ, cho nên, lão phu sẽ đưa đoạn đối thoại này giao cho Lục gia để bọn hắn xuất thủ. Chương 3887, Lục gia đánh tới hai nếu như bọn hắn có thể đắc thủ, như vậy sẽ bớt đi một phen tay chân cho lão phu, nếu bọn họ không được. Như vậy tên oát con kia cũng đã dùng huyết tuyệt đối công bằng. Khi đó lão phu lại ra tay, dễ như trở bàn tay. Nam tử trung niên giật mình, giơ ngón tay cái lên rồi nói. Cao, thật sự là cao. Kim Tam Ngân cười không nói, thế nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ đắc ý. Sau khi Lăng Hàn mở ra trận pháp cảnh giới hắn đã tiến vào dưỡng nguyên hồ lô nghỉ ngơi. Sau khi tích lũy một ngày, bên trong dưỡng nguyên hồ lô đã tràn ngập năng lượng thần bí, có thể làm tăng lên niệm lực của hắn. Hắn yên lòng ngủ say, cho dù thực sự có người xông tới, như vậy trong thời gian ngắn cũng không có khả năng phát hiện ra sự tồn tại của hồ lô này. Đến dạng sáng, lúc này Lăng Hàn đột nhiên bừng tỉnh. Hắn đã nhận được báo động, có người xâm nhập, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lăng Hàn đếm một chút, tất cả có 6 người. Hắn lập tức ra khỏi hồ lô, lúc này đã nhìn thấy 7 anh em hồ lô ngồi thẳng, mỗi một người đều tràn ngập tinh thần. Cha, có 9 người tới, 10 người, không, 16 người. Nhị Hoa lập tức nói, một bên khoa tay bắt đầu đếm ngón tay. Lăng Hàn chỉ có thể im lặng, Nhị Hoa cực kỳ thông minh, nhưng đếm lại quá tệ, rốt cuộc làm sao có thể trưởng thành được cơ chứ. Đi, đi ra xem những khách nhân không mời mà tới này một chút xem như thế nào. Lăng Hàn mang theo 7 đứa trẻ ra ngoài, vừa vặn, 6 người kia cũng đang hướng về phương hướng của hắn mà đến dường như đã biết rõ nơi ở của lăng hàn chẳng qua khi bọn hắn nhìn thấy bảy người lăng hàn ra đón rõ ràng đã có chút kinh hãi đây là tình huống như thế nào chứ bọn hắn đến đánh lén thế nhưng lại chạm mặt chính chủ nhân chuyện này có điểm xấu hổ a à? tự mình đi ra cũng tốt tránh cho chúng ta lãng phí thời gian đi tìm một người nói sáu người đều che mặt chỉ là từ chiều cao mà phán đoán người này cao thứ ba ở đây tản ra một chút tiểu tử này có tuyệt đối công bằng khu vực bao phủ ước chừng là phạm vi 10 trường. Người cao thứ tư nói, quả nhiên sáu người đều tản ra, giữa lẫn nhau cách cực xa. Lăng Hàn, là người giết lục hạo, người bịt mặt cao nhất quát, Lăng Hàn kinh ngạc, đây không phải là người của Kim ra sao. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức giật mình, hóa ra đây mới là dụng ý mà Kim Tam Ngân chạy đến chỗ hắn. Hắn cười một tiếng, cũng không tiếp tục giấu giếm, nói. Không sai, là ta giết, thật to gan, sáu tên bịt mặt cùng quát lên, mặc dù Lục Hạo cũng không phải là đệ tử ưu tú nhất của Lục gia, thế nhưng cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu a. Chết trong tay Lăng Hàn đương nhiên là một tổn thất rất lớn. Giết, người bịt mặt cao thứ ba là người đầu tiên xuất thủ, từ xa xa đấm ra một quyền, kinh lực hóa thành một chùm sáng to chừng bằng đầu người, đánh tới chỗ của Lăng Hàn. Khai khiếu cảnh, Lăng Hàn gật gật đầu, sau khi biết rõ thực lực của hắn, còn có minh văn cảnh nào tiến lên đánh với hắn một trận nữa chứ? Hắn vội vàng né tránh, chiến lực khai khiếu cảnh đủ để diệt sát hắn. Trong lòng hắn khẽ động, tinh thần lực lưu chuyển, lập tức, các trận cơ bố trí trong các ngõ ngách bị hắn dẫn động, năng lượng từ ngọc tử bị rút ra, tiến tới dẫn động đại thế thiên địa. Tu vi của ta bị giảm bớt, ngoá sao tu vi ta cũng bị giảm bớt vậy, ta cũng vậy, sáu người lục ra đều là kinh hãi, mặc dù nói, bọn hắn đã xuất động sáu người, mục đích chính là muốn bước ra hàn tuyệt đối công bằng của lăng, chỉ cần trận pháp này vừa hết. Như vậy vô luận Lăng Hàn có được Thiên Phú yêu nghiệt tới cỡ nào thì cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng rõ ràng khoảng cách với Lăng Hàn còn hơn 10 trượng, tại sao lại bị ảnh hưởng cơ chứ? Lại nói, cho dù Lăng Hàn cởi tuyệt đối công bằng ra đặt ở một nơi nào đó, như vậy cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến một người mà thôi. Bọn hắn đã kéo giãn khoảng cách đủ xa a, à, cho nên, không nghĩ ra a." À. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nói, "Các ngươi bị lão già Kim Tam ngân hố rồi, bị chơi xấu." Sáu người nhìn nhau, dường như có chút ngây ngốc, Lăng Hàn lo lắng nói, ta còn làm thịt kim thiếu hoàng và kim thiểu kiếm, lão già kia biết rất rõ ràng, nhưng lại không có tự mình ra tay. Hắn ta có ý định gì, các ngươi vẫn chưa rõ sao. Rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì, người bịt mặt cao thứ hai kinh hô, hiển nhiên không có nghe lọt tai lời nói của Lăng Hàn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Ta cảm thấy khuyết điểm của trận pháp tuyệt đối công bằng này có rất nhiều, thời gian kéo dài ngắn, phạm vi bao phủ lại rất có hạn. Cho nên, ta đã cải tiến nó một chút, khi sử dụng, phạm vi bao phủ có thể lớn hơn. Hít, không phải thời gian kéo dài cũng sẽ thay đổi, trở nên dài hơn đó chứ. Sáu người bịt mặt đều kinh hãi, nếu thật sự là như thế, vậy kế hoạch của bọn hắn đã sai lầm, sai rất lớn. Gia hỏa này cũng qua biến thái A, rõ ràng chỉ có 20 tuổi, vì sao thiên phú võ đạo lại cao như vậy, thực lực mạnh như vậy chứ. Hết lần này tới lần khác lại còn là một vị trận sư. Người còn có để cho người khác sống nữa hay không? chỉ là các ngươi cũng không cần lo lắng người ta ghét nhất chính là người khác chơi ta cho nên các ngươi đi trước một bước không bao lâu nữa ta sẽ làm thịt lão già kia tiễn hắn đi đoàn tụ cùng các ngươi lăng hàn nói đi người bịt mặt cao nhất quyết định rất nhanh hắn đã cảm giác được tu vi của mình đã bị giảm xuống tới ngũ cốt chỉ sợ không phải là địch của lăng hàn siêu 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 sáu người lập tức bay ra bảy anh em hồ lô đều rất là phấn khởi lập tức giết ra ngoài vây khốn mấy người này lại Lăng Hàn tùy ý nói, có phải con người của ta quá thiện lương, cho nên luôn có người muốn cưỡi lên trên đầu của ta hay không? Tốt a, à, hôm nay ta sẽ giết thống khoái, khiến cho người ta biết, người tiến vào địa bàn của ta cần phải trả giá bằng máu. Phanh, hắn đấm ra một quyền, một tên người bịt mặt đã bị đánh nát đầu. Ô, cha thật là tàn nhẫn, hình ảnh quá bạo lực, sẽ dạy xấu trẻ con, đáng thương cho tâm linh yếu đuối của chúng ta a. À. Bảy đứa trẻ đều che mắt, thế nhưng khe hở giữa các ngón tay lại mở rộng cái gì cũng đều nhìn thấy. Bảy đứa trẻ này từ khi ra đời đã là người không ngại lớn chuyện. Trường 3888, giết sạch sành xanh. Lăng Hàn không chấp nhận đầu hàng, chỉ hai ba lần thì tổ sáu người này đã bị toàn diệt. Đánh nhau cùng cấp, ngoại trừ hồng thiên bộ ra, còn có ai có thể ngăn cản được một quyền của hắn cơ chứ? Có lẽ bích tiêu công chúa có thể, có lẽ đại hoàng tử có thể làm. Thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là cản được mấy quyền mà thôi, cuối cùng đều khó có khả năng là đối thủ của hắn được hắn ném thi thể sáu người ra ngoài, ở ngay ngoài cửa lớn, để đó để uy hiếp. Khi hắn ném người ra, ở phía xa ngoài trăm trượt, trên tầng lầu, con người của Kim Tam Ngân không khỏi siết chặt, hiện lên một cỗ hẳn ý mãnh liệt. Mặc dù sáu người lục ra đã trở thành thi thể không đầu, nhưng hắn lại biết rõ, sáu người này đều là tồn tại khai khiếu cảnh. Sáu người xuất thủ, không những không thể giết được Lăng Hàn, ngược lại còn bị đối phương diệt sạch trong thời gian ngắn như vậy sao? Mấy người lục ra hẳn không có ngu xuẩn như vậy a à? biết rõ lăng hẳn có tuyệt đối công bằng cũng nắm giữ rất nhiều tư liệu thế nhưng lại mù quáng cùng nhau tiến lên chính là như thế cũng làm cho kim tam ngân bỏ đi xúc động muốn xuất thủ bên trong lăng gia tất nhiên có kỳ quặc khác chuyện này làm sao cho phải a à, tổ sáu người lục ra tổ toàn diệt mà trước khi bọn hắn xảy ra chuyện mình đã từng gặp gỡ bọn hắn chắc hẳn việc này cũng không gạt được người khác tất nhiên lục gia sẽ đi tìm hắn gây phiền phức tại sao có thể như vậy kim tam ngân có cảm giác sắp phát điên đây là kết quả mà hắn vạn lần không ngờ tới khiến cho hắn hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ trải qua một đêm đương nhiên thi thể ở phía ngoài lăng gia đã đưa tới chấn động cấm vệ quân đều được xuất động mời lăng hàn ra để điều tra một phen đương nhiên dùng thực lực và địa vị bây giờ cc lăng hàn cho dù là cấm vệ quân cũng cực kỳ khách khí mở miệng gọi một tiếng đại sư lăng hàn ăn ngay nói thật quả thực hắn chỉ tự vệ mà thôi sau khi cấm vệ quân kiểm tra thi thể lại ngạc nhiên sáu người này đều là khai khiếu cảnh A. Nếu là trước kia, huyền Bắc Quốc cũng chỉ có một tên cường giả khai khiếu cảnh, đó chính là thánh hoàng bệ hạ của bọn họ. Hiện tại mặc dù cường giả tiên đồ đều xóa thiện, thế nhưng đế đô lại rất là bình tĩnh, một hơi chạy đến sáu khai khiếu cảnh đương nhiên là chuyện rất kinh người. Càng kinh người hơn chính là, cái sáu tên cường giả này cũng bị lăng hàn giết chết. Hít, sốt cuộc người trẻ tuổi này đã mạnh đến tình trạng gì rồi chứ? Tin tức truyền ra, toàn bộ đế đô đều chấn động trong lúc nhất thời tranh luận liên quan tới hồng thiên bộ và lăng hàn ai yếu ai mạnh hơn lại nổi lên trước đó hai người công bằng chiến một trận kết quả lưỡng bại câu thương xem như đánh ngang tay đám người ngoài cũng cho rằng thiên phú bọn họ tương đương có thể được xưng là tuyệt thế yêu nghiệt thế nhưng bây giờ chiến tích của lăng hàn vừa xuất hiện tự nhiên khiến cho người ta bắt đầu hoài nghi hồng thiên bộ có thể mạnh đến mức này sao hồng thiên bộ cũng không có bất kỳ đáp lại nào dường như khinh thường Lăng Hàn thì hoàn toàn không quan tâm, hắn liều mạng tu luyện. Thiên địa kịch biến, mỗi một ngày qua đi, hoàn cảnh đều sẽ có biến hóa rất lớn, tốc độ tu luyện vẫn đang tăng vọt. Lúc này đã thể hiện ra chỗ nghiêu bức của công pháp hầu ca. Hắn ở học viện đế đô đã nhận được công pháp tu luyện, sau khi so sánh với công pháp hầu ca, tốc độ tu luyện của hai bên khác biệt chừng gấp 10 lần. Thế nhưng bây giờ, lại kéo dài đến 15 lần. Hơn nữa, thiên địa lực càng nồng đậm thì tranh lệch này sẽ còn càng lúc càng lớn. Hóa ra, công pháp tốt còn phải có hoàn cảnh tốt, nếu không không có cách nào khiến cho uy lực của công pháp được thể hiện rõ. Đúng lúc này, một tin tức kinh người truyền đến, cửu long thí luyện sắp bắt đầu, ngay từ đầu lăng hàn cũng không có đặt ở trong lòng, nhưng sau khi nhìn thấy tin tức hiên viên định quốc gửi tới, hắn mới nổi lên hứng thú. Theo tư liệu lưu truyền, cửu long thí luyện này ở trong thời đại trước cũng đã có, hơn nữa một mực lưu truyền tới hiện tại. Ở dưới tiên đồ, bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào bên trong, sau đó thông qua tầng tầng sàng chọn chỉ có một người có thể trổ hết tài năng thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn chỗ tốt này lớn đến trình độ gì chứ trong văn minh thế hệ trước những thánh tử thánh nữ đại giáo đều sẽ cố gấp áp chế tu vi trước khi bước vào tiên đồ đi lên một chuyến để cầu cướp đoạt đại tạo hóa lang hàn quyết định rất nhanh đi nhất định hắn phải đi chỉ là người có ý với cửu long thí luyện cũng không chỉ có một mình hắn theo tin tức đáng tin các hoàng tử bài danh phía trên đều đã xuất động Nghe nói công chúa yêu tộc cũng đã chuẩn bị lên đường. Mà hậu đại của các cường giả tiên đồ đứng đầu cổ tông môn, cổ bí cảnh, trong bọn họ không thiếu thiên tài, tất cả đều có thể xuất hiện ở bên trong Cửu Long thí luyện. Yêu nghiệt trong thiên hạ cùng tụ hội, Lăng Hàn hiểu rõ một chút về tư liệu của Cửu Long bí cảnh, có gia tộc ẩn thế để lộ bí mật, còn lại thì đến từ những thế lực di tích cổ kia. Sau một ngày chuẩn bị, hắn mang theo mấy đứa trẻ xuất phát lên đường. Hắn đào trận cơ của Tuyệt Đối Công bằng bản cỡ lớn lên, người đã đi bố trí trận này ở nơi đây cũng vô dụng hơn nữa sẽ rất dễ dàng bị người ta đào trận cơ ra rồi phá hỏng dù sao trận pháp này chỉ dùng để áp chế tu vi mà thôi thậm chí khi chỉ có một người thực lực sẽ không bị ảnh hưởng một chút nào hắn biết rõ nhất định sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú đối với phủ đệ của hắn hắn vừa đi nhất định sẽ có người đến xem xét cho nên vẫn nên đào trận cơ đi thì tốt hơn lang hàn rất là điệu thấp lặng lẽ đi ra khỏi thành tin rằng hiện tại có rất nhiều người đều muốn mạng của hắn, cường giả cấp tiền đồ cũng sẽ xuất hiện, lực uy hiếp của Trần Phong Viêm cũng chỉ vẻn vẹn giới hạn ở bên trong đế đô mà thôi. Nói một cách chân thực, lực uy hiếp này cũng không phải là đến từ Trần Phong Viêm, mà là tới từ trận Linh Thanh Long trận. Trận pháp này đã bố trí ở trong đế đô, như vậy trận linh kia sao có khả năng rời khỏi nơi đây được chứ? Cho nên, nhất định Lăng Hàn phải điệu thấp một chút. Hắn vùi đầu đi đường, thỉnh thoảng để Lục Oa mang theo giữ nguyên hồ lô chạy toàn bộ những người khác thì đi vào, xóa bỏ dấu vết hành tung. Một đường đi bốn ngày, hắn đã chạy tới nơi cần tới. chương 3889, ta mang người tới. Nơi diễn ra cửu long thí luyện dường như trong vòng một đêm đột nhiên xuất hiện, vốn nơi này là một mảnh bình nguyên, sau đó có chín tòa núi lớn đột nhiên đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, hơn nữa, bên ngoài còn có tường thành vây quanh, chỉ có thể đi vào từ cửa chính. Lăng Hàn cũng không có vội vã đi vào, ai biết có người đang chờ hắn ở cửa ra vào hay không. Quả thực đã bị hắn đoán trúng, lối vào đang có 8 người trông coi. Chỉ là, sau khi Lăng Hàn để lục qua đi qua dò xét mới biết được, những người này cũng không phải là nhầm vào hắn. Hắn cũng đi tới, tất cả không cho vào, người ngăn cửa rất là phách lối. Chủ nhân nhà ta nói, cơ duyên này chỉ có thể là của thiếu chủ nhà ta, cho nên tất cả mọi người tất cả không được đi vào. Như vậy cũng được sao? Sắc mặt Lăng Hàn rất là cổ quái, đây là nhà nào a? À? thật đúng là phách lối. Còn không mau cút đi, những người kia nhao nhao trách mắng, có người không phục, tiến lên muốn xông vào, kết quả những người ngăn cửa kia đồng loạt ra tay, trong nháy mắt đã diệt sát người kia thành cặn bã. Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì trong những người ngăn cửa này lại không thiếu cao thủ khai khiếu cảnh. Yếu nhất cũng là minh văn cảnh, trận hình này có thể xưng là xa hoa, nhưng bây giờ lại chỉ dùng để ngăn cửa sao. Là gia tộc ẩn thế nào, hay là thế lực cường đại đột nhiên xuất hiện bên trong di tích cổ vậy? Vừa lập uy, lập tức không còn có người nào dám xông loạn nữa mặc dù tốc độ khôi phục của thiên địa tăng tốc thế nhưng tu vi của thế hệ tuổi trẻ huyền bắc quốc cũng chỉ ở cấp độ hoán huyết cực cốt cảnh ngay cả đám người tứ đại soái cũng chưa hẳn đã bước vào khai khiếu cảnh sao có thể xông qua được cửa trước mặt này cơ chứ đám người này không tự chủ được lui về phía sau hiện tại đối với bọn hắn mà nói sau cánh cửa này cũng không phải là cơ duyên mà là quỷ môn quan chân chính lăng hàn không có hành động gì mà đi khắp nơi một mặt bày ra từng cây trận cơ động tác của hắn rất là kín đáo đi đến một nơi giả bộ như nhìn xem bốn phía sau đó tay ném một cái trận cơ đã bị cắm thật sâu vào trong lòng đất cũng không có khiến cho ai chú ý vì giảm bớt khả năng bị chú ý lăng hàn còn để bảy anh em hồ lô tiến vào bên trong dưỡng nguyên hồ lô cũng không phải hắn cắm loạn nhãn thuật vận chuyển hắn quan sát địa thế kết hợp với thiên thế vị trí cắm trận cơ đều là từng tiết điểm đến cuối cùng sau khi một cây trận cơ cắm xuống lăng hàn lại trôn xuống một lượng lớn ngọc tử sau đó thản nhiên đi trở về bước đi về phía đám người ngăn cửa. Đúng lúc này lại có mấy người tới, một tên nam tử trẻ tuổi, đằng sau dẫn theo bốn tên nam tử trung niên, nhìn bộ dáng hẳn là tùy tùng của hắn. Chủ nhân nhà ta nói, lần này cửu long thí luyện, nhất định thiếu ra nhà ta phải nắm vị trí số một, cho nên các người đều không cần phải tiến vào. Người ngăn cửa vẫn dùng giọng nói trước kia để nói, thật to gan, ngay cả bản thiếu cũng dám cản sao. Nam tử trẻ tuổi mới tới giận tím mặt, nói, các người biết ta là ai không? là ai thì cũng đừng mong đi vào người bên ngăn cửa không nhường một chút nào những người bị chặn trước đó đều có chút hứng thú nhao nhao đi tới vây xem nam tử trẻ tuổi mới tới hử lạnh một tiếng bản thiếu lưu long có biết cái gì là cửu long bí cảnh hay không chính là vì bản thiếu mà bố trí thiếu chút lăng hàn đã lảo đảo một cái da mặt của da hỏa này cũng thật là dày như vậy cũng nói được cái gì mà lưu long mã long mau mau cút đi không thì sẽ là một con đường chết người ngăn cửa thì phất tay vẻ mặt tràn ngập vẻ khinh thường. Ngươi, đứng đằng sau bản thiếu đi, Lưu Long đuổi kịp Lăng Hàn, nói, hôm nay ta vui vẻ, nể mặt ngươi còn có dũng khí, bản thiếu quyết định mang ngươi đi vào chung. lang Hàn chỉ chỉ và chính mình, ta, chỉ cần hắn phát động tuyệt đối công bằng phiên bản hùng mạnh hơn thì trong nháy mắt đã có thể miểu sát những người canh cổng này, cần người mang vào hay sao? Chuyện này, có điểm đùa giỡn a, à? kinh hỉ sao, không cần hoài nghi, bản thiếu chính là người thích khẳng khái giúp người như thế lưu long rất là tự kỷ nói thật đúng là nhìn không ra a à. lăng hàn cười một tiếng nói tốt vậy thì cảm ơn ngươi đi theo bản thiếu ta xem ai dám tiến lên cản ta lưu long ngạo nghễ nói siêu 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 bốn tử trung niên nam phía sau hắn lập tức nhảy ra ngoài tiến lên phía trước đi về cửa lớn tự tìm cái chết đám người ngăn cửa thì cười lạnh nói giết giết không tha lập tức hai bên triển khai kịch chiến thực lực bên lưu long thật sự không yếu tất cả bốn tên nam tử trung niên đều là tồn tại khai khiếu cảnh. Thế nhưng cũng không chịu nổi sáu tên khai khiếu cảnh bên kia. Sau đánh bốn, tranh lệch hết sức rõ ràng, thiếu ra đi mau, một tên thủ hạ của Lưu Long kêu lên, bốn người bọn họ bị sáu khai khiếu cảnh ngăn cản, mà đối phương còn có hai tên minh văn cảnh đang bước tới chỗ Lưu Long và Lăng Hàn, tình thế rất là nguy hiểm. Thiên phú của Lưu Long không yếu, nhưng tu vi lại không cao, chỉ có cực cốt cảnh, gặp phải minh văn cảnh tất nhiên chẳng khác nào mỡ dâng lên miệng mèo. Ngoá, Lưu Long thốt ra một câu thô tục, vội vàng co cẳng chạy, vừa chạy vừa nói. Vị huynh đệ này, lần sau ta lại đến mang ngươi, hiện tại. Tranh thủ thời gian tìm đường chạy A, à, còn muốn chạy, hai tên minh văn cảnh phân một người ra đi chặn Lưu Long, một người khác thì lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Lăng Hàn. ngươi không sợ sao, người kia hỏi Lăng Hàn, Lăng Hàn nhún vai nói, sợ có tác dụng không? Hắc hắc, không có, tên minh văn cảnh kia khẽ lắc đầu, không thành thành thật thật nghe lời. Nhất định phải tự mình tìm cái chết, ai có thể cứu được ngươi cơ chứ? Hắn ngang nhiên xuất thủ, chộp tới Lăng Hàn, Lăng Hàn ngưng quyền đáp trả, Minh Văn Cảnh có gì phải sợ chứ? Chính là một chữ, cứng. Phanh, kinh lực của hai người chạm vào nhau, lập tức nhấc lên ba động giống như sóng to gió lớn, sau đó đã nhìn thấy tên Minh Văn Cảnh kia bỗng bay ra ngoài. Cái gì? Ánh mắt của mọi người chuyển động theo người kia, trên mặt đều viết bốn chữ không thể tưởng tượng nổi. Đây là tình huống như thế nào chứ? Ai có thể nghĩ tới một người trẻ tuổi như thế lại là một đại cao thủ, một quyền đã có thể đánh bại cường giả Minh Văn Cảnh. Như vậy chỉ ít hắn cũng phải là tồn tại Minh Văn Đỉnh Phong. Hết, chương 3890, Lưu Long, nếu nói ai giật mình nhất, vậy nhất định là Lưu Long. Chẳng những giật mình, hơn nữa còn đỏ mặt, trước đó hắn nói ất là hời hợt, để Lăng Hàn đi theo hắn, hắn có thể nhẹ nhõm mang theo Lăng Hàn xông vào cửa lớn. Kết quả thì sao? Bởi vì giật mình, hắn thậm chí còn ngừng bước chân, cũng may một tên minh văn cảnh khác cũng bởi vì chấn kinh mà ngừng lại, bằng không nhất định hắn sẽ hỏng bét. Lão Dương, một tên minh văn cảnh khác kêu lên, ngươi thế nào rồi, tên minh văn cảnh thứ nhất miễn cưỡng bỏ dậy. Lực lượng của tiểu tử này rất khủng bố, chính là một tên quái thai. Chúng ta liên thủ chiến hắn, hai tên cao thủ minh văn cảnh đồng thời thúc giục huyết khí sôi trào, giết tới chỗ Lăng Hàn. Lăng Hàn phát động phong vân phiêu, tìm kiếm nhịp đập công kích của hai người này, rất nhanh hắn đã hiểu rõ điểm mấu chốt, kế tiếp mới ra quyền nghinh đón. Phát động tần suất công kích, từng chiêu của hắn cũng cứng rắn đối đầu với hai người. Chỉ là sau mười mấy quyền, sắc mặt hai người ở phía đối diện kia đã đại biến. Tại sao có thể có đối thủ biến thái như vậy chứ? Rõ ràng lực lượng không bằng bọn hắn, thế nhưng sau một quyền lại là một quyền, giống như sóng dữ vậy. Chỉ là như thế cũng thôi đi, mấu chốt là tiết tấu đánh ra của mỗi một quyền đều rất cổ quái, giống như có thể tăng phúc cho một quyền trước vậy, mạnh mẽ đánh tiêu lực lượng của chính mình. Không, không chỉ là đơn giản làm tiêu tan như vậy, thậm chí còn có lực phản kích tới, khiến cho ngực bọn hắn đều sôi trào, cực kỳ khó chịu. Tại sao có thể có dạng quái vật này cơ chứ? Lui, hai người nhìn nhau một cái, nhau nhau lui ra phía sau, bọn hắn không giải quyết được cũng không sao, không phải còn có sáu khai khiếu cảnh hay sao? Lăng hàn rất mạnh, nhưng minh văn cảnh tuyệt đối chính là cực hạn, tuyệt đối không có khả năng đột phá đến khai khiếu cảnh A. A, à, bên đám người ngăn cửa một tên cường giả khai khiếu cảnh rời khỏi vòng chiến đi tới chỗ lăng hàn nói ngươi thật to gan lại dám tiến vào vũng nước đục này lăng hàn cười ha hả không quản có yếu tố lưu long hay không thì hắn sẽ xuất thủ chỉ là sớm một chút hay muộn một chút mà thôi thì tính sao giết tên lớn lối như ngươi tên cường giả khai khiếu cảnh kia trực tiếp xuất thủ chộp về phía lăng hàn vô cùng bá đạo tâm niệm lăng hàn khẽ động trận pháp lập tức được phát động lập tức Tu vi của phần lớn người đều xuất hiện biến hóa, bị hạ xuống còn cực cốt cảnh. Nói cách khác, người tu vi yếu nhất ở đây cũng là cực cốt cảnh. Lăng Hàn ra quyền đáp trả, phanh, nơi thiết quyền đánh qua, đã nhìn thấy tên khai khiếu cảnh kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chuyện gì đã xảy ra, sao tu vi ta lại đột nhiên bị hạ xuống cực cốt cảnh vậy chứ? Trời ạ, à, đây có chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là kinh hô, tại võ giả mà nói, tu vi chính là bọn hắn căn bản, nhưng đột nhiên ở giữa theo minh văn, thậm chí là khai khiếu cảnh gọt đến cực cốt đi, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không hoảng hốt. Không sao, đây cũng là một loại trận pháp nào đó, không phải là tu vi của chúng ta thực sự bị giảm sút. Có người đã nhìn ra ngọn ngành, tất cả mọi người đều bình tĩnh trở lại, nhưng sau khi nhìn thấy tên khai khiếu cảnh kia bị đánh bay, chẳng ai có vẻ gì là kinh sợ nữa. Sao tu vi của Lăng Hàn lại không có bị hạ thấp xuống, vẫn dữ dội như vậy chứ? Chẳng lẽ, bọn hắn đều có một suy nghĩ khiến cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ lăng hàn vốn là cực cốt cảnh cho nên chiến lược mới không bị ảnh hưởng một chút nào lăng hàn đã xuất thủ há sẽ nhân từ nương tay phanh 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 chỉ thấy từng bóng người tựa như hóa thành bù nhìn bay múa ở trên bầu trời những khai khiếu cảnh minh văn cảnh ngăn ở cửa đều bị hắn vô tình diệt sát ai muốn giết hắn hắn sẽ giết kẻ đó không có gì đáng để nói mọi người đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía hắn bất kể là minh văn cảnh hay là khai khiếu cảnh cũng không ngoại lệ hiện tại ở nơi này lăng hàn là lớn nhất hắn hoàn toàn có thực lực muốn giết ai thì sẽ giết kẻ đó ánh mắt của lăng hàn đảo qua cười nhạt một tiếng con người của ta từ trước đến nay ân oán rõ ràng không chọc tới trên đầu ta tự nhiên có thể bình an vô sự nói hay lắm lưu long dùng sức vỗ tay nói huynh đệ kết giao bằng hữu đi tính tình này của ngươi thật sự rất là hợp khẩu vị của ta lăng hàn nhìn hắn một cái nghĩ đến trước đó mặc dù ra hỏa này phách lối thế nhưng cũng coi như là có điểm nghĩa khí hắn mới gật đầu nói ta gọi là lăng hàn a à, người chính là lăng hàn lưu long kinh hô một tiếng phủi tay nói khó trách ta nói không biết một mãnh nhân từ nơi nào xuất hiện hóa ra người chính là lăng hàn trách không được lại mạnh mẽ như vậy lăng hàn chỉ cười một tiếng hắn đi một vòng thu hồi lại trận cơ sau đó đi đến cửa lớn thiếu ra, có cần hay không một tên thủ hạ bù lại chỗ hắn làm một cái động tác chém tay hiện tại lăng hàn đã rút đi trận pháp chiến lược mạnh hơn nữa thì tu vi cũng chỉ là cực cốt cảnh, tuyệt đối không có khả năng địch nổi khai khiếu. Cần em gái ngươi a à? Lưu Long chừng mắt liếc nhìn hắn, nói, đó là bằng hữu của ta, không nghe bản thiếu mới vừa nói gì sao. Dạ, dạ, tên thủ hạ kia đập sai mông ngựa, bị mắng thế nhưng cũng không hề tức giận. Đi, đi theo, hắn phất phất tay, mang theo thủ hạ cũng đi vào cửa. Sau cửa lớn là chín ngọn núi, đều cao vút trong mây, không nhìn thấy đỉnh núi cho dù dùng tới nhãn thuật cũng không được đi ngọn núi nào đây lang hàn nghĩ nghĩ lập tức bước đi về phía ngọn núi ở giữa nhất kia theo lý mà nói thiên địa lấy cửu là cực là lớn nhất nhưng thứ chín thì tính như thế nào đây từ trái đếm đến phải hay là từ phải đếm tới trái cho nên còn không bằng lấy một ngụ ý khác đó chính là bên trong chín lấy năm ý là cửu ngũ tôn nói thật lang hàn cũng chẳng muốn nghĩ nhiều bởi vì ngọn núi thứ năm cách hắn gần nhất như vậy hắn mới muốn đi tới ngọn thứ 5A. Phía trước là bình nguyên minh mông, khắp nơi đều có cỏ xanh không vượt qua MU u bàn chân, nhìn không đồng nhất. Nơi này rất là yên tĩnh, đại khái là bởi vì bị phong cấm quá lâu, cho nên cũng không có một ai. Lăng Hàn thả bảy anh em hồ lô ra, rất nhanh đã đi tới dưới chân ngọn núi thứ năm. Hắn cất bước mà đi, bước lên trên đường núi, chương 3891, Kim Quân Thánh 1. Đã chọn ngọn núi này thì không thể thay đổi một thanh âm đột nhiên vang lên ở bên trong thức hải của lăng hàn cực kỳ vang dội giống như là pháp chỉ truyền tụng ở trong thiên địa a à, cái quỷ gì vậy chứ người thứ nhất leo lên ngọn núi này sẽ đại biểu cho ngọn núi này suy cho cùng chính là sổ long của giới này thanh âm này tiếp tục nói sổ long không phải cửu long thí luyện hay sao không ngờ lại lựa ra là một đầu sổ long lăng hàn cảm thấy có chút khó mà tin được chân long biến thành sổ long tranh lệch này có hơi lớn a à. nghĩ là nghĩ như vậy thế nhưng hắn vẫn kiên định đi về trên núi thanh âm này đã nói không thể thay đổi vậy chỉ có thể đi tới tận cùng ở trên ngọn núi này mà thôi a à, đây dường như là nguyên từ sơn nhị hoa phát động nhãn thuật quan sát một hồi rồi nói cái gì mà nguyên từ sơn Lăng hàn thuận miệng hỏi một câu nguyên từ là một loại vật liệu chế tác trận cơ hơn nữa nghe nói sau khi mẫu thể thụ thai về sau cả ngày ôm nguyên từ thạch chờ lúc sinh hạ thai nhi sẽ có khả năng hình thành loại tiên thiên thần thể như là nguyên từ thể Đại Hoa lập tức nói, chỉ là, nguyên tử thể quá khó thành, cho dù có 100 triệu người cả ngày ôm nguyên tử, có lẽ ngay cả một nguyên tử thể cũng không sinh ra được. Thất Hoa nói, không ngờ nàng còn chưa ngủ, thật là một kỳ tích ha. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động, có phải nên đào một chút nguyên tử về hay không, dường như rất đáng tiền a. À. Thời gian, không giờ, không một, quả thực Lăng Hàn muốn đi đào, thế nhưng núi đá cực kỳ cứng rắn, ở chỗ này hắn không khác gì một người bình thường. Ai, chỉ có thể đi tiếp mà thôi bước đi ngọn núi này dường như không có tận cùng mặc cho lăng hàn đi lên cao như thế nào nhìn lên trên vẫn là mây mù quấn quanh lại đi một đoạn thời gian rất dài phía trước xuất hiện một cái cột mốc bên đường trên đó viết thông thiên thụ đây là cái quỷ gì vậy chứ lăng hàn mang theo mấy anh em hồ lô tiếp tục đi tới rất nhanh đã phát hiện ra hóa ra phía trước xuất hiện một gốc cây cực kỳ cao lớn thô to đến mức không có cách nào hình dung được mà trên cành cây có một cái hốc, đủ để cho đại hán khôi ngô nhẹ nhõm đi vào bên trong. Từ nơi này đi vào sao? Lăng Hàn vuốt vuốt cầm nói, bởi vì ngoại trừ cái động này ra đã không có đường đi khác có thể đi. "Ồ, đây là cây gì nha, thật cao a." À. Nhị hoa cũng đều ngửa cổ đến mỏi. Kỳ quái, cũng không phải thần thụ gì đó, vì sao lại có thể cao lớn như thế chứ? Lục hoa nói. "Hô, hô, Thất hoa không có một chút dấu hiệu nào ngủ thiếp đi." Lăng Hàn ôm lấy Thất hoa đang muốn vào động thì đã thấy phía sau đột nhiên có người vọt đi qua siêu 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 hơn nữa còn không chỉ có một người đây là địa phương thí luyện cho nên người tới rất là bình thường chỉ là lăng hàn lo lắng việc quang mang cừu hận của mình phát huy tác dụng lại dẫn tới cho hắn nhiều cừu hận hơn mặc dù hắn không sợ chiến thế nhưng lại luôn vô duyên vô cớ đánh nhau cùng người ta kỳ thật cũng rất nhàm chán hả lăng hàn kinh ngạc bởi vì hắn đã nhìn thấy một người quen biết kim tam ngân già như thế, cũng chạy tới thí luyện. Mặc dù nơi này cũng không có quy định tuổi tác tiến vào, chỉ cần dưới tiên đồ đều có thể tiến vào. Thế nhưng một lão đầu tử gần trăm tuổi, hoặc là đã qua trăm tuổi tiến vào, cạnh tranh cùng người trẻ tuổi, hắn không xấu hổ hay sao? Lại nói, nếu là thí luyện chọn ra đại biểu mà lại già nua như thế, ngẫm lại cũng không phù hợp với ý nghĩa thí luyện A. Lăng Hàn, đương nhiên Kim Tam Ngân cũng phát hiện ra Lăng Hàn, ánh mắt không khỏi trở nên mãnh liệt. Đám người này nhao nhao ngừng lại, nhưng điều khiến cho Lăng Hàn giật mình là, người cầm đầu lại là một người trẻ tuổi nhìn qua không đến 30 tuổi. Mặc dù Kim Tam Ngân đứng song song cùng đối phương, thế nhưng giữa cử chỉ lại mơ hồ toát ra sự cung kính đối với người này. Người tuổi trẻ kia nhìn về phía Lăng Hàn, mỉm cười. Hóa ra người chính là Lăng Hàn, ta đã nghe nói qua rất nhiều lần về tên của ngươi. Lăng Hàn cũng mỉm cười, nhưng cũng không có trả lời. Người tuổi trẻ kia thấy vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nói. Ta vốn có ý nhận ngươi làm tùy tùng, xem ra không đánh nát ngạo khí của ngươi trước thì sẽ không phục tùng. Quân Thánh, hắn giết Thiếu Hoàng và Thiếu Kiếm, há có thể để cho hắn tiện nghi như thế chứ? Kim Tam Ngân vội vàng khuyên nhủ, người tuổi trẻ kia gọi là Kim Quân Thánh, chính là đệ nhất thiên tài của Kim gia, hơn nữa vận khí của hắn rất nghịch thiên. Trước đây không lâu trong lúc thiên địa kịch biến, hắn đã đạt được một cẩu cơ duyên to lớn, chẳng những tu vi tiến nhanh, hơn nữa còn tu ra một môn thần thông. Bởi vậy Hắn được Kim gia xác định thân phận người thừa kế, địa vị siêu nhiên, cho dù là Kim Tam Ngân cũng phải cúi đầu nghe theo hắn. Hắn có chút không vui nhìn Kim Tam Ngân một chút, nói: "Cửu gia, giết người chỉ là đầu chạm đất, nhưng để một cửu nhân thần phục dưới uy thế của Kim gia ta, để hắn dốc sức vì Kim gia ta, đây không phải là biện pháp tốt hơn hay sao?" "Vâng, quân thánh người nói đúng." Kim Tam Ngân cúi đầu, hắn trong gia tộc địa vị sắp xếp không bằng đối phương mà thực lực cũng không bằng cho nên lưng tự nhiên cũng cứng rắn không đi lên kim quân thánh lần nữa nhìn về phía lăng hàn nói người có hai lựa chọn quỳ xuống rồi thần phục hoặc là ta sẽ thu phục ngươi ngươi lại xưng thần với ta hắn rất là ngạo nghễ lăng hàn chỉ là cực cốt cảnh mà hắn lại là khai khiếu cảnh hơn nữa còn tu ra một môn thần thông chiến lược tranh lệch rất lớn giống như là trời và đất vậy vẻ mặt lăng hàn lạnh nhạt một kim quân thánh đương nhiên hắn còn không sợ tuyệt đối công bằng được phát động đánh bại đối phương chỉ là chuyện trong mấy chiêu mà thôi. Vấn đề là, Kim Gia có nhiều người như vậy, thời gian 10 phút đồng hồ đủ sao? Người ta đã biết rõ hắn có tuyệt đối công bằng, chẳng lẽ sẽ còn đần độn để mặc hắn hành động sao chứ? Thế nào, còn muốn dựa vào tuyệt đối công bằng lật bàn hay sao? Kim Quân Thánh khoát khoát tay nói, đừng nói bằng vào tốc độ của ta ngươi căn bản không có khả năng kéo ta vào trong trận pháp, cho dù có thể, bằng vào chiến lược của ta, hành hạ ngươi vẫn lý chuyện quá dễ dàng. Lăng Hàn bật cười, bên trong đám người cùng dai, ai có thể hành hạ hắn được chứ? Như vậy, đánh nhau cùng cấp thử một chút ra. Hắn nói, chương 3892, Kim Quân Thánh 2. Kim Quân Thánh ngạo nghễ nói, tốc độ tu luyện của ngươi chậm, dựa vào cái gì mà muốn ta chiều theo ngươi? Bớt nói nhảm đi, sự kiên nhẫn của ta có hạn, mà thời gian rất là chân quý, ta không rảnh để lãng phí ở trên người của ngươi, nhanh quyết định đi. Lăng Hàn vuốt vuốt tay áo ngươi đã thành tâm muốn bị đánh như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi ngô xuẩn mất khôn kim quân thánh cười lạnh tùy ý đấm ra một quyền đập tới chỗ lăng hàn lăng hàn đang muốn trốn tránh thì lại phát hiện ra thân thể đột nhiên dừng lại chỉ có niệm lực vẫn còn đang vận chuyển hoạt bát được tình huống này là như thế nào trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một màn ánh sáng trên đó có viết chữ có người phát yêu cầu chiến đấu với ngươi bởi vì cảnh giới cao hơn ngươi cho nên ngươi có thể lựa chọn áp chế cảnh giới của đối phương Biên độ áp chế càng nhỏ thì ngươi có thể có được ban thưởng càng phong phú hơn. Lăng Hàn kinh ngạc, còn có thao tác này hay sao? Đây là nguyên từ sơn, mà nguyên tử thạch lại là một trong các vật liệu chế tác trận cơ. Hít, chẳng lẽ cả tòa núi này chính là một trận pháp cỡ lớn, hiện tại là trận linh đang tiến hành giao lưu với hắn hay sao? Ngươi còn có thời gian 10 giây để cân nhắc, nếu lúc vượt qua còn không có đưa ra lựa chọn, như vậy ta sẽ tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên cho ngươi bên trên màn sáng lại hiện ra một hàng chữ khác. Lăng Hàn xác định, mặc dù ánh mắt của hắn nhìn thấy màn sáng này, thế nhưng trên thực tế lại trực tiếp tác dụng tới bên trong thức hải của hắn. Cho nên, tuy rằng nhìn như thời gian rất lâu, chỉ là hoàn cảnh bốn phía vẫn dừng lại như cũ, thời gian trôi qua cực kỳ chậm. Không đúng, không nên nói là thời gian bốn phía trở nên chậm, mà là ý thức của hắn đang dùng tốc độ siêu cao để vận chuyển. 9, 8, 7, bên trên màn sáng đang tiến hành đếm ngược, Lăng Hàn nghĩ ngời, lại dùng thần thức nói vậy thì ép đến minh văn tầng một đi dưới một ý niệm hình ảnh dừng lại bất động lập tức khôi phục lại như bình thường lăng hàn nhìn thấy sắc mặt kim quân thánh đột nhiên thay đổi hiển nhiên đối phương cũng nhận được lời nhắc nhở tu vi hắn bị áp chế chỉ là kim quân thánh lập tức lại khôi phục lại vẻ mặt tự tin cho dù bị hạ xuống minh văn cảnh thế nhưng hắn vẫn cao hơn lăng hàn một đại cảnh giới hơn nữa còn nắm giữ một môn thần thông chỉ là sâu kiến một ngón tay là đã có thể nghiền chết hắn hử lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, đánh xuống chỗ Lăng Hàn. Lăng Hàn nhấc song quyền lên đánh ra, phanh, song phương đụng nhau một cái. Phanh phanh phanh, hai người đồng thời lui ra phía sau. Lăng Hàn kinh ngạc, ở trên một kích này mình lại không thể chiếm được thượng phong sao. Khó trách ra hỏa này lại cực kỳ phách lối như vậy, hóa ra thực sự có chút thực lực. Kim quân thánh thì bị chấn kinh, nắm giữ ưu thế một đại cảnh giới, thế mà hắn lại không có cách nào áp chế được Lăng Hàn. Làm sao có thể cơ chứ? Chuyện này khiến cho hắn ta không thể nào tiếp nhận được, càng có một loại cảm giác giận dữ vì lòng tự tin bị đánh nát. Lúc trước lòng tin tràn ngập, ba hoa khoác lác, kết quả thì sao? Ngươi dám xem thường ta?" Kim Quân Thánh tức giận nói. Lăng Hàn kinh ngạc, xem thường hắn? Ồ, hắn đã hiểu ra, bởi vì hắn lựa chọn áp chế tu vi đối phương xuống một văn, mà không phải là cực cốt cảnh, càng không phải là nhị cốt tương đương với hắn. Cho nên, Kim Quân Thánh cho rằng mình đang xem thường hắn. Lăng Hàn cười cười, nói, ha ha, ngươi cho rằng ta thực sự để mắt tới ngươi như thế sao, ngươi còn có thể tiếp được một quyền của ta hay sao? Vẻ mặt phẫn nộ của Kim Quân Thánh lập tức sụp đổ, lộ ra vẻ xấu hổ. Quả thực, hắn nắm giữ ưu thế một đại cảnh giới, đối với Lăng Hàn mà vẫn không chiếm được thế thượng phong, nếu như tu vi hai người hoàn toàn tương tự, như vậy hắn có thể địch nổi một quyền của Lăng Hàn hay sao? Nực cười hắn còn dương dương tự đắc, kết quả thì sao? Tên đáng chết, hắn khẽ nguyền rủa trong hai mắt đều là hung quang hắn muốn giết người giết chết lăng hàn trước đó hắn cao cao tại thượng cho rằng lăng hàn chỉ là có tiếng không có miếng cái gọi là thiên tài chỉ là bị người ta thổi phồng ra mà thôi mà thu phục loại người này làm thủ hạ chẳng phải sẽ thể hiện sự vĩ đại của hắn hay sao dù sao hắn và kim thiếu hoàng kim thiểu kiếm cũng không có tình cảm gì quá sâu ngược lại trước đó còn vì tài nguyên tu luyện mà đã từng đánh nhau tới vỡ đầu cho nên hai người này chết thì chết hắn hoàn toàn không thèm để ý tới nhưng bây giờ hắn lại bị người ta hung hăng nhục nhã đương nhiên không có khả năng tiếp tục giữ vững tâm tính cao cao tại thượng như vậy nữa trong lòng chỉ có một suy nghĩ giết người cho hả giận lang hàn lắc đầu ai đáng chết ngươi sao chờ sau khi ta tự tay xử lý ngươi xong ta sẽ giải đầy máu tươi của ngươi trên mặt đất kim quân thánh lạnh lùng nói lang hàn nhún vai nói công phu miệng lưới không tệ chỉ là thực lực quá kém đi chết đi Kim quân thánh nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo thân ảnh giết tới, trước tiên huyết khí sôi trào, hóa thành một đoàn yêu vân. Hắn lớn tiếng gào thét, thanh âm chấn động như sấm. Lăng Hàn chỉ cười một tiếng, xuất quyền nghinh tiếp, phanh, 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 hai người kịch liệt giao phong, luận lực lượng nhất định là kim quân thánh mạnh hơn, nhưng sau khi đánh mấy lần, Lăng Hàn cũng đã nắm giữ nhịp đập công kích của đối phương. Tần suất công kích được phát động, hắn không cần huyết khí sôi trào đã có thể đánh tới 8 lạng nửa cân với đối phương. Chỉ là, một lần muốn đánh ra 450 quyền, chuyện này tiêu hao đối với bí lực của Lăng Hàn thật sự quá lớn, cho nên nhất định không có cách nào luôn duy trì trong trạng thái này được. Chỉ là thời gian huyết khí sôi trào có hạn, rất nhanh Kim Quân Thánh cũng đã thoát ra khỏi trạng thái này. Người thật đúng là, yêu nghiệt, Kim Quân Thánh cắn răng nói, hắn cũng sôi trào huyết khí, thế nhưng vẫn không có cách nào áp chế được Lăng Hàn như cũ. Chuyện này khiến cho hắn không thể không thừa nhận đối phương yêu nghiệt, là người mà hắn không có cách nào với tới được ta sẽ giết ngươi, cướp đoạt tất cả bí mật của ngươi, tất cả mọi thứ của ngươi cũng chính là của ta. Lăng Hàn không khỏi bật cười, ngươi thật đúng là thích nằm mơ, chỉ bằng vào chút thực lực ấy còn muốn nhiều như vậy sao? Được rồi, ta vẫn nên tiến ngươi lên đường đi thôi. chương 3893, hoàn toàn nghiền ép. Ngươi dám xem thường ta, Kim Quân Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng hắn đã dùng tuyệt chiêu. Oanh, trong cơ thể hắn có một đoàn huyết vụ bắn ra, sau đó hóa thành hình thái một con báo, lập tức, khí thế của hắn tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn có thêm một loại cảm xúc khát máu, có thể lây nhiễm người khác, khiến cho họ trở nên điên cuồng. Siêu, Kim Quân Thánh lần nữa giết ra, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Thật nhanh, chỉ trong nháy mắt hắn đã giết tới trước mặt Lăng Hàn, một trường xẹt qua, giống như lợi chảo chộp tới. Lăng Hàn phát động phong vân phiêu, tránh khỏi một kích này, thế nhưng tốc độ bây giờ của Kim Quân Thánh thật sự quá là nhanh, một kích này lang hàn muốn lẩn tránh cũng rất là miễn cưỡng thần thông cấp cực kỳ thấp nhị oa bình luận chỉ là dưới tiền đồ mà có thể có được thần thông chuyện này rất khó có được có thể nghiền ép chín thành chín người cùng dai ngũ oa gật đầu biểu thị mình đồng ý đáng tiếc là hắn gặp phải cha chúng ta a à. tam oa kiêu ngạo nói lang hàn hừ lạnh một tiếng sát khí xung kích ra chung quanh thứ này cơ hồ không nhìn khoảng cách kim quân thánh lập tức trúng chiêu động tác của hắn không khỏi chậm lại mà lăng hàn lại thừa cơ giết tới yêu hầu quyền được phát động bên trong một quyền đấm ra có một đầu yêu hầu viễn cổ xuất hiện nhè răng nhếch miệng tràn ngập ngang ngược phanh chỉ là một quyền mà thôi kim quân thánh đã bị đánh bay ra ngoài chỉ là sau khi kim quân thánh kích hoạt thần thông chẳng những tốc độ tăng vọt mà ngay cả sức chịu đòn cũng đã tăng lên rất nhiều một quyền này chỉ khiến cho hắn bị trọng thương nhẹ hắn giống một tiếng phẫn nộ sau đó lại giết trở về siêu 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 hắn nhảy nhót như phù quang lược ảnh không cho Lăng Hàn nắm bắt được cơ hội, nếu không sẽ lại là một sát khí vào tới, hắn vẫn sẽ bị trúng chiêu. Lăng Hàn lắc đầu, niệm lực của hắn có thể bao phủ phạm vi bốn phía năm trượng, chỉ cần Kim Quân Thánh xông vào khu vực này, như vậy nhất định sẽ bị hắn bắt được, trốn như thế nào nữa chứ? Thật sự là lừa mình dối người a. À? Huyết báo đột, Kim Quân Thánh hét lớn một tiếng, lại vung một chảo ra, hai tay đã trở nên đỏ thấm, đánh ra một đạo huyết quang giống như là một lưỡi đao tử vong chém về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng hét lớn một tiếng, không sợ mà nghênh đón, dùng quyền đối cứng với yêu hầu. Phanh phanh phanh, hắn dùng tần suất công kích đánh nát huyết quang, lập tức có một đạo sát khí xung kích được đánh ra. Đây chính là thứ mà lúc hắn còn thất biến đã tu ra, khai khiếu cảnh thì như thế nào chứ, cũng phải chịu ảnh hưởng. Kim quân thánh lập tức ngẩn ngơ, chỉ là dù sao tu vi của hắn cũng cao hơn, hơn nữa sau khi vận chuyển thần thông, cũng có năng lực miễn dịch nhất định đối với sát khí xung kích. Chỉ là mất 10 phần một giây mà thôi, Hắn đã khôi phục lại như cũ. Thế nhưng lúc này, nắm đấm của Lăng Hàn cũng đã đánh tới. Kim Quân Thánh vội vàng nghênh đón, phanh, cả người nhất thời lại bị đánh bay. Ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta." Kim Quân Thánh gầm thét, hắn lăng không lấy ra một thanh trường đao, hai tay khẽ nắm, thân đao lập tức phát sáng, trở nên cực kỳ sáng chói. Sau đó chém về phía Lăng Hàn. "Pháp khí?" Lăng Hàn hừ nhẹ một tiếng, "Chỉ mình ngươi có pháp khí sao?" Tay phải hắn chấn động, cũng có thêm một cái chùy sau khi bí lực rót vào, đường vân bên trên chùy sáng lên. Theo hắn đánh một chùy ra, phanh, một đạo thiểm điện trắng xóa đã đánh qua chỗ kim quân thánh. Đây cũng không phải là thiểm điện chân chính, thế nhưng tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người, phanh một cái đã đánh vào bên trên lưỡi đao. Ba, kim quân thánh lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã dầm xuống trên mặt đất, trên người có mùi khét rất nồng phát ra. Sắc mặt hắn sáng như cho, không thể tin được tất cả mọi chuyện, vẻ mặt không thể tiếp nhận được huyết khí sôi trào đánh không lại dùng tới thần thông cũng đánh không lại tế ra pháp khí vẫn không đánh lại được hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình tại sao lại có thể có người mạnh đến tình trạng như vậy cơ chứ cho dù hơn một đại cảnh giới mà vẫn khiến cho hắn tuyệt vọng như vậy chứ cùng tiến lên kim tam ngân giống lên một tiếng vội vàng cùng mấy người còn lại của kim gia giết về phía trước kim quân thánh là hy vọng trong tương lai của kim gia tuyệt đối không thể chết ở chỗ này có sáu người gia nhập chiến đoàn phát động công kích với ngươi thời gian lần nữa dừng lại ở bên trong thức hải lăng hàn lại nhìn thấy màn sáng kia bên trên có văn tự hiển hiện dường như là một loại siêu việt văn tự và nhịp đập ngôn ngữ nào đó khiến cho hắn có thể biết rõ y tứ bên trên ngươi có thể lựa chọn cách ly sáu người này cũng có thể lựa chọn để mấy người này gia nhập chiến đấu bởi vì cảnh giới của sáu người này cũng trên ngươi cho nên ngươi cũng có thể lựa chọn áp chế tu vi của bọn hắn nhân số gia nhập càng nhiều Áp chế tu vi càng nhỏ thì sau khi ngươi chiến thắng sẽ đạt được ban thưởng càng nhiều hơn. Lại tới, Lăng Hàn đã tính toán từ trước, hắn dùng niệm lực nói. Sáu người cùng một chỗ, toàn bộ ép đến Minh Văn ngũ tầng đi. Cho dù Minh Văn cảnh phổ thông đứng ở trên bậc thang thứ năm thì hắn cũng có thể quét ngang. Nói như vậy, kỳ thật hắn vẫn rất là để mắt tới Kim Quân Thánh, cho nên mới ép tu vi đối phương đến nhất Văn A. Lăng Hàn xông ra ngoài, giống như là một đầu man nghiêu, mạnh mẽ đâm tới quyền lực của hắn rất là đáng sợ, đấm ra một quyền giống như một tòa núi lớn nghiền ép, dù tu vi của sáu người Kim Tam Ngân đều là ngũ văn, thế nhưng còn chưa đủ. Nhất là khi Lăng Hàn đã nắm giữ nhịp đập công kích của mỗi người trong bọn họ, tần suất công kích kia vừa ra, ai dám tranh phong cơ chứ? Sao tiểu tử này lại cường đại như thế cơ chứ? Yêu nghiệt đến mức không có cách nào hình dung được, hắn mới là nhị cốt ga. Kim gia nhân cũng đã chấn kinh, bảy minh văn cảnh đánh một cực cốt cảnh, hơn nữa lại là tiểu nhân vật nhị cốt thế nhưng lại không thể áp chế được tiểu nhân vật này, ngược lại còn bị đánh cho phải kêu khổ không ngớt. Cái gì mà cực cốt cảnh A, tại sao lại có thể mạnh đến tình trạng như vậy cơ chứ? Xem như bên trong văn minh thế hệ trước, những thánh tử thánh nữ kia có thực lực như vậy được sao? chương 3894 Tam Cốt, Kim Gia là di tộc cho nên biết rõ một chút tư liệu về thời kỳ thượng cổ, khi đó chính là thịnh thế võ đạo, bên trong đại giáo xuất hiện rất nhiều ngày thánh tử thánh nữ tuyệt diễm, Thế nhưng có người nào có thể đạt tới độ cao như Lăng Hàn cơ chứ? Giải quyết các ngươi, Lăng Hàn lại không lưu tình, sát khí xung kích nhiều lần, hắn vận chuyển yêu hầu quyền, từng quyền đều là đoạt mệnh. Phanh, 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 đầu của từng người bị đánh nát, sát khí xung kích lại thêm yêu hầu quyền, chiến lực của Lăng Hàn tuyệt đối có thể nói là vô song, cũng chỉ có Kim Quân Thánh mới có thể miễn cưỡng chống đỡ hắn. Người bình thường, xem như Ngũ Văn cũng hoàn toàn không đáng để chú ý. Chỉ là mấy quyền mà thôi chỉ còn lại có Kim Quân Thánh và Kim Tam Ngân là còn sống. Lăng Hàn nhìn về phía Kim Tam Ngân, nói, lão gia hỏa, người thật là âm hiểm, chính mình không dám tới giết ta, lại giật dây người của lục gia tới chịu chết. Đáng tiếc, không có xử lý ngươi lúc đó a. À. Kim Tam Ngân tiếc hận nói, ta đã đồng ý với những người kia của lục gia, sẽ mau chóng đưa ngươi đi gặp mặt bọn hắn, hôm nay xem ra chính là lúc ngươi nên đi rồi. Lăng Hàn giết tới, đấm ra một quyền, sát khí trùng kích, Kim Tam Ngân lập tức rơi vào trạng thái si ngốc. Đây không phải là một môn thần thông, nhưng uy lực giống như đã vượt qua tất cả thần thông vậy. Lăng Hàn đấm ra một quyền, Kim Tam Ngân miễn cưỡng đưa tay ra ngăn một chút, chỉ là cuối cùng vẫn không tránh được vận mệnh bị diệt sát. Chỉ còn lại có một Kim Quân Thánh mà thôi, làm sao có thể, làm sao có thể, Kim Quân Thánh run giọng nói, hắn chính là thiên kiêu của Kim Gia A, luôn luôn thuận buồm xuôi gió thế nhưng đột nhiên rơi vào trong tuyệt cảnh như vậy đã khiến cho ý chí của hắn sắp tan vỡ. Lăng Hàn không lưu tình chút nào, lại đánh ra một quyền, Kim Quân Thánh cũng theo gót những người khác của Kim gia. Màn sáng lại xuất hiện, ở bên trong thức hải Lăng Hàn đã nhìn thấy được tin tức mới. Ngươi đã thu được thắng lợi, đây là phần thưởng của ngươi. Ông, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, rót vào trong thân thể của Lăng Hàn. Năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn chấn động, tu vi Lăng Hàn lập tức ngo ngoe muốn động, có một đạo gông cùng xiềng xích lại đang chậm rãi bị xé tan. Ô, năng lượng này rất giống như năng lượng mà trận linh thanh long trận ban cho hắn. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, phối hợp với cỗ năng lượng này bắt đầu tăng lên cấp độ sinh mệnh. Ba, 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 từng đạo gông cùng xiềng xích trong cơ thể của hắn bị xé nứt, phát ra tiếng vang như sấm sét. Lăng Hàn cũng không khỏi phát ra tiếng rên rỉ, tăng lên cấp độ sinh mệnh ở cực cốt cảnh thật sự quá là thống khổ. Bởi vì có xương đang không ngừng chóc ra, Quá trình này mang đến cho hắn thống khổ rất to lớn. Thật sự rất là đau nhức, Lang Hàn cắn răng kiên trì, nếu như hắn không thể kiên trì, như vậy cấp độ sinh mệnh tăng lên sẽ chỉ có như vậy mà thôi, cùng là tam cốt, một người xé rách ba đạo gông cùng xiềng xích, một người khác lại xé rách 10 đạo, chiến lực có thể đánh đồng được với nhau hay sao? Hắn muốn trở thành người mạnh nhất, hắn cũng không muốn giống như Kim Quân Thánh hoặc là như Kim Tam Ngân, bị người ta vượt cấp đánh bại, thậm chí là xử lý nếu đã làm thì phải làm kẻ mạnh nhất ba lại là một đạo gông cùng xiềng xích bị xé rách lăng hàn vừa đau nhức cũng vừa khoái hoạt một mặt hắn hy vọng thời gian thống khổ như vậy nhanh chóng kết thúc một mặt khác hắn lại hy vọng quá trình tăng lên có thể tiếp tục kéo dài vĩnh viễn chỉ là qua hơn nửa canh giờ rốt cuộc cấp độ sinh mệnh của hắn tấn cấp đã chậm lại cuối cùng cũng đã ngừng lại tam cốt lăng hàn khẽ nở một nụ cười mặc dù vốn hắn cách tam cốt đã rất gần thế nhưng dựa vào chính mình tu hành dù thế nào cũng còn cần thời gian mấy tháng, hơn nữa còn cần sinh mệnh bảo quả, không giống như đạo ánh sáng này, có thể tự đi bổ sung tiêu hao bản nguyên sinh mệnh. Chúc mừng cha, lại bước về phía trước một bước a." Thất Hoa là người thứ nhất nói, mấy đứa trẻ còn lại cũng rối rít chúc mừng, Tam Hoa còn nói: "Mặc dù chúng con vừa ra đời thì cấp độ sinh mệnh đã vô cùng cao, chỉ cần trưởng thành như bình thường thì tự nhiên cảnh giới sẽ tăng lên. Nhưng mà, từng bước một trưởng thành cũng có chỗ tốt của việc trưởng thành từng bước một." Nhị Hoa gật gật đầu, nói tiếp, chúng con sinh ra đã hoàn mỹ, nhưng người giống như cha lại có khả năng đánh vỡ cực hạn, thành tựu vô hạn. Mặc dù xương bá bên trong tinh vũ căn bản là các loại tiên thiên thần thể cường đại. Thế nhưng cũng có phàm nhân đắc đạo, hơn nữa, nếu như phàm nhân có thể xông lên đỉnh cao nhất kia thì tất nhiên chiến lược sẽ cực kỳ đáng sợ. Ngay cả tiên thiên thần thể cũng phải thua chỉ kém em. Lăng Hàn gật đầu, lúc hắn còn ở hoán huyết cảnh đã đạt đến thất biến, mà bình thường, tiên thiên thần thể hẳn cũng chỉ tương đương với lục biến, cho nên thực sự thất biến là tình huống quá mức đặc thù. Từng bước một đi về phía trước, mặc dù so với tiên thiên thần thể gian khổ, dài rằng giặc hơn. Thế nhưng lại có thể sáng tạo ra khả năng vô hạn. Chỉ là, tu vi tăng lên ở chỗ này cũng quá dễ dàng ha. Đánh mấy trận là được rồi sao? Lăng Hàn không khỏi chờ mong, lúc nào lại có người đến khiêu khích hắn, khiến cho hắn lại tăng mấy cấp, tốt nhất là sau khi rời khỏi đây trở thành tầm bí cảnh là tốt nhất hắn nhìn thi thể đám người kim quân thánh một chút, pháp khí không gian bị hắn phát hiện ra mấy cái, nhưng bên trong cũng không có đổ vật giá trị kinh người gì cả, thậm chí cây đao kia của kim quân thánh cũng chỉ là cấp bậc khai khiếu cảnh mà thôi. Lăng Hàn mang theo mấy đứa trẻ tiến vào hốc cây, trong này rất là rộng lớn, căn bản không giống như là bên trong một gốc cây, mà càng giống như là một thế giới khác vậy. Nhưng mà, nơi này nhìn như cổ quái, cũng không có bất cứ chuyện dị thường nào xảy ra, đoàn người lặng lẽ đi hơn một giờ, luôn đi lên phía trên. Lúc này phía trước xuất hiện ánh sáng, sau đó mọi người đã nhìn thấy lối ra. a à, bên ngoài cửa ra lại là một hồ nước, gợn sóng lấp loáng, nước hồ đặc biệt trong, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy đáy, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy nơi khoảng 5 trượng dưới nước mà thôi. Lăng Hàn vận dụng nhãn thuật, nhưng cũng chỉ nhìn xuống chừng được hơn 10 trượng, vẫn không có nhìn thấy đáy. Nhị Hoa cũng nhìn xuống, sau đó lắc đầu nói với Lăng Hàn. Cha, con cũng không nhìn thấy đáy. mươi 3895, băng giao trì ngay cả thị lực của nhị hoa cũng không thể thấy đáy, hiển nhiên không phải là cái hồ này sâu. Bên hồ có rất nhiều người vây quanh, nhưng không ai xuống dưới, không biết là đang chờ đợi cái gì, hay là đang quan sát cái gì đó. Sắp bắt đầu, có người đột nhiên kêu lên một tiếng, rầm rầm, tiếng nước vang lên, chỉ thấy ở trung tâm hồ nước xuất hiện một cái vòng xoáy. Ngay khi vòng xoáy mở ra, trung tâm vòng xoáy đen ngòm, vô cùng sâu, giống như có thể đi thẳng tới đáy hồ vậy. Đúng lúc này nước hồ đột nhiên xảy ra biến hóa, trong nháy mắt đã kết băng. đi, có người kêu một tiếng, thân thể nhảy ra, dẫm ở trên mặt hồ đã đóng băng. qua mấy lần đã đi tới trung tâm của hồ, nhảy vào bên trong lỗ hổng của vòng xoáy kia. ở phía sau hắn còn có rất nhiều người cũng nhanh chóng đi theo vào, từng người nhảy vào trong động băng. a, à, có người phát ra kêu thảm, thanh âm vang vọng không dứt. có lẽ đại khái là thời điểm và góc độ nhảy không đúng, không có trượt ở trên mặt băng, mà trực tiếp nhảy về phía đáy hồ. Nghe tiếng kêu thảm này vẫn đang tiếp tục, từ đó có thể suy tính ra, đáy hồ này quả thực rất sâu. Lăng Hàn không có vọng động, trước khi không có hiểu rõ ràng tình huống, hắn sẽ không tùy tiện hành động. Chỉ trong nháy mắt đám người sông về phía trước người đã ít đi. Thế nhưng vẫn có số ít người đang chạy, nhưng vào lúc này, mặt hồ kết băng đột nhiên khôi phục lại, biến thành sóng lớn mãnh liệt. Phanh, một cơn sóng lớn cuốn qua, mấy người đang chạy như điên lập tức bị đập vào mặt nước, sóng ngầm cuồn cuộn mặc cho bọn hắn giãy giụa như thế nào cũng là vô dụng, giống như chân bị treo chỉ vậy, rơi thẳng xuống phía dưới, rất nhanh đã không nhìn thấy người đâu nữa. Khó trách trước đó không có người ẩn vào đáy hồ, nhất định là sức nổi của hồ nước này quá nhỏ. Là trọng thủy hay là nịnh thủy đây? Đại Hoa hỏi Nhị Hoa. Nhị Hoa nhìn ra ngoài một hồi, lại nói: đều không phải là, đây là một chút nước rãi của băng giao dung hợp với một lượng lớn phàm thủy mà thành, cho nên vừa có hiệu quả của trọng thủy, lại có thể tự động đóng băng. Vậy sao, mấy đứa trẻ còn lại đều gật đầu, giống như đã hiểu ra. Lăng Hàn cũng không có hiểu, hắn nói. Nói cụ thể một chút cho ta nghe. Băng giao trưởng thành là tồn tại bên trên tiên đồ, nước miếng của nó có hai đặc tính, một là không có gì có thể lơ lửng được, hai là lạnh lẽo không gì sánh được. Nhị Hoa nói, cho nên, vừa rồi cha đã thấy hiệu quả rồi đó. Cũng chỉ có một chút thôi sao? Lăng Hàn hỏi, ừm, đại Hoa gật đầu, nói, nếu không, căn bản không cần đụng phải nước, cho dù ở cách rất xa cũng có thể khiến cho tầm bí cảnh chết rét. Nhưng mới rồi rõ ràng những người kia không có chết phóng, chỉ rơi vào mà thôi. Lăng Hàn không hiểu, đây là do dung nhập với một lượng lớn phàm thủy, lại bị trận pháp thay đổi, phân hai loại đặc tính này ra. Nhị Hoa giải thích, Lăng Hàn đã hiểu ra, dưới tình huống bình thường sẽ dễ chìm, không có gì mà không chìm. Mà tới một lúc nào đó, một đặc tính khác sẽ phát tác, băng phong nước lại, từ đó hiện ra một con đường đi thông xuống đáy hồ. Về phần tại sao sẽ xuất hiện một vòng xoáy, nhất định là hiệu quả của trận pháp. Lăng Hàn đi loạn bốn phía, nhưng nơi này một tuyệt địa, bốn phía hồ nước cũng không hề có đường rời đi. Tất cả đều bị sương mù xám xịt bao phủ, mà chỉ cần Lăng Hàn đi vào trong sương mù, không quản hắn di chuyển như thế nào, chung quy mấy bước sau sẽ đi về đến bên hồ. Cho dù Nhị Hoa mở ra nhãn thuật cũng đều vô dụng, căn bản không đi ra được. Nói cách khác, nhất định phải đi theo cái động băng ở trung tâm hồ. Lăng Hàn kiên nhẫn chờ đợi nhưng nước hồ lại chậm chạp không có băng phong hắn quyết định tìm người hỏi một chút vị bằng hữu này người có biết quy luật băng phong của hồ nước này hay không hắn cười hỏi một người thanh niên người trẻ tuổi kia vô cùng kiêu ngạo hắn nhìn về phía lăng hàn một chút hoàn toàn không có ý tứ trả lời không biết xấu hổ cha đang tra hỏi ngươi đấy đại hoa làm một động tác sắn tay áo dường như kế tiếp xuống sẽ xuất thủ vậy dám không quan tâm tới cha ta người chán sống rồi a à? quá đáng ghét tứ oa và ngũ oa cũng đồng thời tức giận lăng hàn cười cười lập tức ôm ba đứa nhỏ lại mặc dù hắn cũng có chút bất mãn thái độ của đối phương thế nhưng song phương vốn không quen biết người khác cũng không có nghĩa vụ nhất định phải trả lời câu hỏi của hắn ngại quá mấy đứa bé này không biết gì cho nên mới nói vậy lăng hàn nói còn nhỏ thì có thể nói lung tung sao không nghĩ tới người này lại không buông tha như vậy lăng hàn nhướng mày chỉ là mấy đứa trẻ nghĩ gì nói nấy có gì mà so đo cơ chứ? Lại nói, người lớn như hắn đã ra mặt nói lời xin lỗi, người còn muốn thế nào nữa? Đánh hắn, cuồng bạo lực như đại hoa đã phát tác, dẫn đầu sông ra ngoài. Nàng vừa khẽ động, mấy đứa trẻ còn lại cũng rất là phấn khởi, đi theo nàng cùng nhau đánh ra ngoài. Phanh 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 phanh, sau khi đánh loạn một hồi, người trẻ tuổi kia đã nằm ngang ở trên mặt đất, cũng may bảy đứa trẻ không có hạ tử thủ, không thì nhất định hắn đã trở thành một cỗ thi thể rồi nhưng mấy đứa trẻ chơi tới mức hưng phấn, còn vẽ lên trên mặt người trẻ tuổi kia, người vẽ một con rùa, ta vẽ một con chim, thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm hi hi ha ha. Mỗi một đứa đều chơi đến quên cả trời đất, Lăng Hàn cũng không có ngăn cản, ai bảo trước đó người trẻ tuổi này quá mức ngạo mạn cơ chứ. Hắn đi về phía một người khác, cười nói, lão huynh, hồ nước này có quy luật kết băng hay không? Có, có, người kia vội vàng gật đầu, trên mặt còn có vẻ rất là kiêng kỵ. dù sao có vết xe đổ ở ngay trước mặt, hắn có thể không trột giả dạ hay sao? Cách mỗi một ngày, ước chừng buổi trưa thì mặt hồ sẽ kết băng, thế nhưng chỉ kéo dài một phút đồng hồ mà thôi. Cảm ơn, Lăng Hàn gật gật đầu, hắn kiên nhẫn chờ đợi, mà mấy anh em hồ lô cũng chơi chán, liên tục phước tên xui xẻo kia xuống đất, cả đám đều nói mệt đến chết ngất, cần ăn một chút gì đó để bồi bổ. Một ngày trôi qua, Lăng Hàn trở nên nghiêm túc, mặt hồ lại muốn kết băng. Hắn để mấy anh em hồ lô chuẩn bị, chờ sau đó đi theo hắn sông lên. Hiện tại mặt hồ rất là yên tĩnh, gợn sóng lấp loáng, khiến cho người ta không có cách nào tưởng tượng ra được sát cơ trong đó. chương 3896, tên điên, cuồng nhân, mỹ nữ thượng một. Thế nhưng trong nháy mắt, trung tâm hồ nổi lên gợn sóng, sau đó hóa thành một vòng xoáy, lại nhanh chóng mở rộng, đường kính ước chừng khoảng 3 trượng. Hàn khí đánh tới, mặt hồ trong nháy mắt đã bị băng phong. Đi, Lăng Hàn lập tức nhảy ra ngoài, tay trái ôm đại hoa nhị hoa tứ hoa, tay phải thì ôm ngũ hoa lục hoa thất hoa, tam hoa theo quy củ cũ, bám lấy cổ hắn. Phong Vân phiêu phát động, hắn lập tức phát động tốc độ gấp 4 lần vận tốc âm thanh. Hắn mang theo kình phong mãnh liệt phóng tới, chỉ trong nháy mắt hắn đã đi tới trung tâm hồ, sau đó nhảy xuống. Trong lúc mơ hồ hắn nhìn thấy có một người từ bên trong hốc cây đi ra, rõ ràng là cách rất xa, hơn nữa cũng chỉ là một người mà thôi. Thế nhưng hắn lại cảm thấy được sát ý ngập trời, khiến cho da của hắn cũng mơ hồ có chút đau nhức. Lúc này, thân ảnh của hắn đã xuống động băng, dựa vào tường băng, hắn nhanh chóng phóng xuống phía dưới. Đáy hồ này thực sự rất sâu, chỉ ít hắn đã trượt được 20 giây thì rốt cuộc lúc này mới tới. Phía trước lại hiện ra một cái thông đạo khác, hắn không khỏi suy nghĩ, nếu lúc này nước hồ đột nhiên giải phong ấn, như vậy không phải hắn sẽ bị chết cóng ở phía dưới hay sao? Xoát xoát xoát, lại có mấy người tuột xuống, đám người vừa đứng lên, trong mắt lập tức hiện lên vẻ cảnh giác. Tất cả mọi người ở đây đều là đối thủ cạnh tranh, chỉ có một người có thể đại biểu cho ngọn núi thứ năm đi cạnh tranh vị trí sổ long mà thôi. Một phút đồng hồ rất nhanh đã trôi qua, chỉ thấy nước hồ đang kết băng lập tức tan ra. Nhưng ở trong khu vực này giống như có một tầng lực lượng vô hình nâng nước hồ lên. Không ngờ lại có thể nhìn thấy nước hồ đang lưu động chậm chậm một cách rõ ràng, thế nhưng lại không có một giọt rơi xuống bên dưới. Một người lặng lẽ đi vài bước, sau đó co càng chạy đi, dọc theo đường hầm ở dưới đáy hồ chạy như điên. Những người khác thì nhao nhao bắt trước, trong nháy mắt đã đi hết, chỉ còn lại có một mình Lăng Hàn. Lúc Lăng Hàn nhảy vào hồ băng, một bóng người cũng từ bên trong hốc cây đi ra, dùng ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám người. Ánh mắt của người này giống như thực chất, người bị hắn nhìn lên một cái đều cảm thấy máu tươi như là bị kết băng vậy, giống như ngay cả đi đường cũng không được. Mà làn da toàn thân cũng đau nhức từng đợt, người ở phụ cận bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn lại về phía người kia. Đây là một người trẻ tuổi 23-24 tuổi toàn thân mặc áo trắng, không nhuốm bụi trần, tràn ngập khí chất phiêu giật. Nha, tiểu bạch kiểm mở đâu ra, lớn lên lại xinh đẹp như vậy chứ? Có người lập tức trêu chọc, đây là một nam tử trung niên ở phương diện nào đó có vấn đề hèn mọn, hắn nhìn chằm chằm vào mặt của người trẻ tuổi mặc áo trắng này, bát ra vẻ mặt khiến cho người ta buồn nôn. Ngoá, con mẹ nó, ngậm miệng lại, ra hỏa này là đồng miêu. Có người nhận ra thân phận của người trẻ tuổi mặc áo trắng, lập tức quát tên nam tử trung niên hèn mọn chỉ là một tiểu bạch kiểm, có cái gì mà ngạc nhiên cơ chứ? Nam tử trung niên hèn mọn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lúc này, đồng miêu cũng đi tới về phía hắn. Tiểu bạch kiểm, ngươi muốn làm gì? Có phải không phụ say không? Hắc hắc, cẩn thận đại gia làm cho ngươi không thở ra hơi nha. Nam tử trung niên hèn mọn cười nói, cũng không có cố kỵ một chút nào. Tên điên, ngươi tự mình tìm đường chết ra. Người bên cạnh hắn vội vàng tránh ra. Lúc này, nam tử trung niên hèn mọn mới ý thức được có khả năng mình đã trêu chọc vào một tồn tại cực mạnh. Thế nhưng hắn vẫn không có để ở trong lòng, bởi vì hắn là tồn tại khai khiếu cảnh, đặt ở trong lao tù không đáng kể chút nào, thế nhưng ở bên ngoài, đây đã là tồn tại rất mạnh rồi. Tiểu bạch kiểm này nhìn qua cũng chỉ chừng 23-24 tuổi, có thể lợi hại hơn hắn sao? Xoát, một đạo kiếm quang xẹt qua, nam tử trung niên hèn mọn có chút ngơ ngác, nhưng sau một khắc, cả người hắn đã chia làm hai nửa, rơi về hai bên phải trái, máu tươi chảy đầy đất. Hít, tên này chết rồi. Người xung quanh đều ngạc nhiên, ai cũng không có nắm bắt được Đồng Miêu vung ra một kiếm này như thế nào, thế nhưng gã trung niên bị ổi kia lại mất mạng. Mà người kia là khai khiếu cảnh a, trước đã quấy rối qua rất nhiều người mà còn có thể sống sót nhảy loạn, thực lực thế nào không cần phải nghĩ. Rốt cuộc Đồng Miêu này là ai a, à, cũng quá mạnh mẽ đi. Hắn là con thứ ba của tông chủ Hoành Thiên Tông, có người nói ra địa vị của Đồng Miêu. Hít Hoành Thiên Tông, không ít người liên tục kinh hô, đây chính là tông môn toàn người điên, tất cả đều là biến thái thị sát. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đồng miêu thu kiếm, nhưng vừa mới thu thì lại một lần nữa lấy ra thanh kiếm, nhìn chằm chằm lên trên thân kiếm, chỉ thấy phía trên có dấu vế tột giọt máu. Máu bẩn thỉu hắn thấp giọng nói, khi lại lần nữa ngẩng đầu lên thì hai mắt đã trở nên đỏ tươi, tản ra sát ý mãnh liệt. Siêu, hắn giết ra ngoài, một kiếm đảo qua, đã có đầu của một người bị hắn mạnh mẽ chém xuống kiếm đi nhẹ nhàng vốn không thích hợp dùng để chém thế nhưng mà thanh kiếm này sắc bén quá mức mà lực lượng của đồng miêu cũng quá cường đại một kiếm chém tới là đã nhìn thấy đầu bay ra sau đó máu tươi trực phun ra hắn cũng không nhìn một chút nào thân thể bay lượn đại khai sát giới từng cái đầu người bay lên không có ai là địch của hắn đầu tiên đám người này chống cự một chút thế nhưng nhiều người như vậy liên thủ cũng vô dụng vẫn bị một kiếm của hắn thỏa thích giết chóc bởi vậy rất nhanh ý chí chiến đấu của đám người đã hỏng, nhao nhao chạy tán loạn. Đồng Miêu chỉ biết đại khai sát giới, hắn căn bản không quản người khác có chọc tới chính mình ngay không, hắn vẫn vùng kiếm giết người, theo máu tươi văng khắp nơi, kiện áo trắng kia của hắn cũng dần dần bị nhuộm đỏ. Thế nhưng hắn lại hoàn toàn không thèm để ý, khóe miệng thậm chí còn nở một nụ cười, khiếp người không gì sánh được. Thật sự là một tên biến thái, một người điên, một ma quỷ. Chỉ mất mười mấy phút mà thôi, người ở nơi này trên cơ hồ đã bị hắn giết sạch sành xanh. Bởi vì phía trước không có đường, chỉ có thể lui về hốc cây, ra tới trải qua trận đại đồ sát này chỉ có mấy người còn sống sót. Nơi này chỉ còn lại có một người, đồng miêu cầm kiếm cô lập, hắn nhắm mắt lại, hít thở thật sâu mùi máu tươi trong không khí, trên mặt hiện lên vẻ hưởng thụ, giống như đã nghiện. Trường 3897, tên điên, cuồng nhân, mỹ nữ thượng 2. Ba, 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 có tiếng bước ất nhỏ truyền đến. Đồng miêu lập tức mở hai mắt ra, nhìn lại về phía cửa ra vào của hốc cây, sát khí sôi trào, cảm xúc vô cùng cuồng nhiệt. Rất nhanh, một thân ảnh đã đi ra, dáng người thon dài, khuôn mặt anh Tuấn, giống như mang theo một loại quang huy, khiến cho người ta có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Hai mắt đồng miêu không khỏi nhíu lại, năm ngón tay cầm kiếm nắm chặt hơn. Ánh mắt nam tử anh Tuấn quét qua, không khỏi chật chật tán thán. Thảm như vậy, đồng miêu trực tiếp giết tới, xoát, một kiếm đảo qua, giống như ngay cả thiên địa cũng có thể bị một kiếm của hắn chém thành hai nửa nam tử anh tuấn kia lại không sợ hãi một chút nào trong lúc tay phải chấn động đã có thêm một cây thương phanh đã giữ lấy kiếm của người nọ một đạo lực lượng ba động lan tràn thân thể hai người đồng thời chấn động trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc bọn hắn cũng không có thu được nhắc nhở ở bên trong thức hải như vậy đã nói tu vi của đối phương cũng không yếu hơn mình ngươi là người phương nào mà có thể cản được một kiếm của ta đồng miêu nói Nam tử anh tuấn kia cười ha hả một tiếng, người có thể cản được mười thương của ta thì mới có tư cách biết rõ tên của ta." Đồng Miêu hừ lạnh một tiếng, lần nữa vung kiếm giết tới. Đinh đinh đinh, kiếm thương của hai người không ngừng tấn công lẫn nhau, trong nháy mắt đã đánh ra mười mấy chiêu. "Ha ha ha, ta chính là Đồng Tề." Cuối cùng nam tử anh tuấn cũng đã nói ra tên của mình. Đồng Miêu lè lưỡi liếm mũi kiếm một chút, nói, "Hóa ra ngươi chính là cuồng nhân Đồng Tề, ha ha." ngươi là người thứ bảy chết ở dưới kiếm của ta, còn được ta nhớ kỹ tên tuổi. Nói khoác mà không biết ngược, đồng tề đâm mũi thương ra ngoài, hai người lần nữa kịch chiến, đều hoàn toàn bộc phát thực lực của mình. Chiến chiến chiến, hai người đánh đến mức kịch liệt không gì sánh được, bởi vì một ngọn núi chỉ có một người có thể trổ hết tài năng, cho nên tồn tại mạnh như bọn hắn sớm muộn gì cũng phải có một trận chiến. Còn không bằng hiện tại diệt trừ đối thủ cạnh tranh thì hơn. Nhưng đột nhiên hai người lại đồng thời thu tay lại, tách ra tạo thành khoảng cách không sai biệt lắm 10 trường. Sau đó cùng nhau nhìn lại về phương hướng hốc cây, chỉ một lát sau đã thấy một đạo thân ảnh thon thả từ bên trong gốc cây đi ra. Đây là một nữ tử tuổi trẻ, dáng người thon dài nhưng lại nóng bỏng, eo nhỏ nhắn, đôi chân dài đều có thể bằng bên hông người bình thường. Tướng mạo của nàng cũng không có tốt như dáng người, ngũ quan tinh xảo, còn có một con mắt màu tím, linh động mà mê người. Nữ tử này nhìn đồng tề, đồng miêu một chút, miệng nở nụ cười xinh đẹp hai vị thật đúng là hiếu chiến ở chỗ này đã thân nhau rồi tân như nguyệt con ngươi của đồng tề siết chặt lại a à, không nghĩ ra còn có người nhận ra ta a à. nữ tử này kinh ngạc nói đồng tề cười ha hả người nào mà không biết tân tiên tử chính là đệ tử của thái cổ đại nhân thái cổ đại nhân là tuyệt đại cường giả trong lao tù a à. chỉ là lão nhân gia tạm thời còn không có cách nào rời đi mà thôi tân như nguyệt mở miệng cười một tiếng vậy hai vị có thể nhường tiểu muội một chút lại đi tới ngọn núi khác được không? Thật có lỗi, chuyện này ta lại làm không được." Đồng Miêu lập tức lạnh lùng nói. Đồng Tê thì cười nói, "Tân tiên tử thật biết nói đùa, thí luyện sổ long này chỉ có thể chọn ngọn núi một lần, không thì đành phải chờ lần sau, nhưng lại không biết là chuyện mấy chục thậm chí trên trăm năm sau a. À. Tính mạng cũng bị mất, còn nói gì cơ duyên chứ?" Tân Như Nguyệt lắc đầu, trong hai tay đã có một cái roi màu bạc rũ xuống. Chiến đấu lại nổi lên, lăng hàn không biết trên bờ hồ đang có ba tên thiên tài trẻ tuổi hơn người đã triển khai kịch chiến hắn có chút hăng hái quan sát lối đi này nơi này tất nhiên sẽ có một cái trận pháp kinh người mà hiện tại ha có 10 phần hứng thú đối với trận pháp này muốn suy nghĩ một chút nếu trực tiếp phá trận pháp hắn có thể chiếm hết toàn bộ chỗ tốt nơi này hay không lăng hàn có chút tham lam thầm nghĩ cũng không có cách nào a à, nhìn đám thiên kiêu hiện tại mà xem hồng thiên bộ khai khiếu cảnh công chúa yêu tộc tầm bí cảnh mà thế hệ tuổi trẻ ở bên trong từng bí cảnh đi ra ít nhất cũng là khai khiếu cảnh. So sánh với bọn họ, hắn mới tam cốt, kém hơn quá nhiều. Hắn yêu nghiệt tới mấy, có thể vượt cấp chiến đấu tới mấy thì cũng không có khả năng vượt qua nhiều cảnh giới như vậy a. À. Hắn cũng không gấp gáp về thời gian, mặc dù lần này tranh là tranh người thứ nhất đăng đỉnh. Thế nhưng sau khi nơi thí luyện mở ra, lại có thể khiến cho người ta liên tục không ngừng tiến vào, tới trước là đạt được trước như vậy chẳng phải rất không công bằng đối với kẻ đến sau hay sao? Cho nên mới nói, muốn đăng đỉnh, sẽ không đơn giản như vậy. Cái hang động ngầm trong đáy hồ này rất dài, còn có thể nhìn thấy có dễ cây đâm vào trong, khi đi đường cần phải rất cẩn thận, nếu không sẽ bị đụng vào. Bên trên dễ cây còn sinh trưởng ra gai nhọn, có độc, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng chỉ cần đụng phải thì rất dễ dàng đâm hỏng làn da, đau nhức không gì sánh được, hơn nữa sẽ khiến cho thân thể như nhũn ra, lực lượng giảm lớn. Lăng Hàn ăn một lần thua thiệt, cũng còn may, vận chuyển công pháp hầu ca, chỉ một lát sau hắn đã ép độc tố xuống. Một ngày trôi qua, độc tố cũng đã tiêu trừ được 78 phần. Một ngày trôi qua, hắn cũng đã nhìn ra được một chút thành tựu. Nơi này có thông đạo ẩn mình, Lăng Hàn thông qua tìm tòi đối với trận pháp, lại thêm dùng nhãn thuật quan sát, ở trong đường hầm phát hiện ra một lối vào ẩn mình. Mà ở sau lối vào thì lại là một cái thông đạo thật dài. Hắn nghĩ nghĩ, đi vào, sau đó ẩn giấu cửa vào. Không phải nơi này sẽ nối thẳng với đỉnh núi đó chứ?" Lăng Hàn thầm nghĩ, một mặt tiến về phía trước, tốc độ cũng không nhanh, hắn đã bị thua thiệt, cho nên cũng không muốn lại ăn thêm một lần. Thông đạo rất dài, nhưng cuối cùng cũng không có tình huống gì xảy ra. Sau khi đi hơn một giờ, phía trước trở nên mở rộng trong sáng, hiện ra một quảng trường khổng lồ, nhưng đỉnh đầu lại tối đen như mực, hẳn là vẫn ở bên trong ngọn núi. Chương 3898: Thì địa. Nơi này tối sầm, chỉ là Lăng Hàn có được nhãn thuật sau khi mở ra hắn vẫn có thể nhìn thấy đồ vật trong phạm vi 10 trượng, không nói rõ ràng giành mạch được. Thế nhưng muốn nhìn thấy đồ vật lại không hề khó khăn. Ở chỗ này, thị lực của Nhị Hoa cũng bị hạn chế rất lớn, nhưng mà vẫn có thể đạt tới xa 20 trượng, vẫn còn mạnh hơn Lăng Hàn rất nhiều. Quảng trường này rất lớn, hơn nữa cũng không có vật gì, khiến cho Lăng Hàn rất thất vọng. A, à, Nhị Hoa ngửa đầu, dường như đã phát hiện ra tình huống gì đó. Lăng Hàn cái gì cũng không nhìn thấy nhưng sau khi nhìn về phía trước một thoáng, cuối cùng hắn cũng đã phát hiện ra, phía trước lại có một bức tượng đá cực lớn. Bức tượng đá này rất là cao lớn, chỉ ít cao có trăm trượng, mặc dù Lăng Hàn không có cách nào nhìn thấy đỉnh, thế nhưng mười trượng cuối cùng lại không thể nhìn thấy đầu gối tượng đá, dựa theo suy đoán này, chỉ ít độ cao của tượng đá này cũng có trăm trượng. Ở bên trong một cái bí cảnh như thế này, lại mở ra một cái bí đạo, thành lập một quảng trường khổng lồ, thế mà chỉ để trong một pho tượng hay sao? lăng hành dạo qua một vòng vòng quanh tượng đá cũng không có phát hiện ta có cống phẩm gì cả chuyện này khiến cho hắn rất là thất vọng được rồi tiếp tục đi lên phía trước a bọn hắn đi xuyên qua tượng đá đi tới cuối quảng trường địa hình phía trước đột nhiên thay đổi trước đó quảng trường đều dùng tảng đá không biết tên trải trên mặt đất bóng loáng như là bạch ngọc còn có một loại cảm nhận trong suốt thế nhưng phía trước lại là một mảnh bãi cỏ tất cả đều là có khô héo theo lý mà nói nơi này không có một chút tia sáng không có khả năng sinh trưởng cỏ cây như vậy có khả năng những cỏ khô này từ rất lâu trước kia đã tồn tại chỉ là qua nhiều năm như vậy cũng không có hư thối chuyện này có vẻ cổ quái lăng hàn dùng một cước đạp lên hắn chợt cảm thấy dưới lòng bàn chân mềm mềm phía dưới là bùn nhão cho nên dẫm mạnh đã sập hơn nữa bùn đất mặt ngoài vỡ vụn còn có mùi thối gây mũi sộc lên a à, bảy đứa trẻ đồng thời che kín mũi phụ thân thối quá chúng ta nên trở về đi Thúi chết ta cảm giác sắm chết vì thối rồi. Buồn nôn, Lăng Hàn cũng cảm thấy cực kỳ buồn nôn, thế nhưng lòng hiếu kỳ của hắn đã bị kích thích, làm sao có thể trở lại như vậy chứ? Hắn nghĩ nghĩ, nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi qua nhìn một chút. Mặc dù đám anh em hồ lô có chút không muốn, nhưng lại không không được mùi thối này, cho nên sau khi nhìn lẫn nhau, cả đám nhao nhao gật đầu. Lăng Hàn lấy ra một tấm vải tre ở trước mũi, sau đó từng bước từng bước chậm rãi đi về phía trước hắn không dám vận chuyển thân pháp, nếu không tốc độ quá nhanh sẽ tạo nên sóng âm khiến cho nơi này chấn động đến mức rối tinh rối mù, đến lúc đó rất có khả năng hắn sẽ bị thúi chết. Dù là như thế, mùi thối này cũng quá sức kinh khủng. Sau khi đi một lúc, Lăng Hàn đột nhiên phát hiện ra, dưới chân giống như đã đạp phải đồ vật cứng gì đó. Hắn cúi đầu, phát động nhãn thuật nhìn lên, trong lòng không khỏi giật mình. Thứ mà hắn dẫm lên, lại là một cái đầu lâu. Hít, trong lòng Lăng Hàn khẽ động, lần nữa nhìn về những bùn đất kia trên mặt không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên đây là bùn máu hắn lại đi về phía trước rất nhanh lại dẫm lên xương cốt lần này là xương đùi lại đi về phía trước xương cốt càng ngày càng nhiều mấy cái trước vẫn còn hoàn chỉnh nhưng kế tiếp thì không giống vậy nữa rất nhiều thứ đều vỡ vụn chỉ là thi thể bị tàn phá nhìn thấy có số lượng nhiều đến kinh người dựa theo mật độ suy tính chỉ riêng khu vực mà lăng hàn đã thăm dò qua chí ít cũng có mấy trăm bộ nơi này đã từng xảy ra một trận đại đồ sát sao máu chảy thành sông khiến cho thảo nguyên này đều hóa thành bùn máu a lăng hàn ngừng chân không biết có nên tiếp tục đi lên phía trước hay không nơi này đều là di hài thi thể có gì đáng xem cơ chứ trong đầu có suy nghĩ này thế nhưng lăng hàn quyết định vẫn phải đi đến tận cùng nhìn xem rốt cuộc nơi này như thế nào hắn đi một hồi kinh ngạc phát hiện ra mặt đất lại đang từ từ cạn dần lúc này lại nhìn qua, có thể nhìn thấy trên mặt đất có từng cỗ thi thể đang nằm, không giống như những thi thể trước đó, toàn bộ hư thối thành xương cốt, thi thể nơi này giống như đã chết đi không biết bao lâu vậy. Chỉ là quần áo trên người cũng không có hư thối. Lăng Hàn ngồi xổm xuống nhìn, bên trên những thi thể này đều có vết thương rõ ràng, đều là chỗ hiểm phải chịu vết thương chí mạng, trái tim bị đánh nát. Không thì bị cắt đứt cổ, có rất nhiều thi thể còn gãy tay gãy chân, có thể thấy được chiến đấu lúc ấy rất là khốc liệt. Từ trang phục mà phán đoán, trang phục có phong cách khác biệt hết sức rõ ràng với Y Uyên Bắc Quốc, đều là trang phục cổ điển hoặc là vũ đấu phục, hoặc chính là trường bào, đạo bào. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động, đây là võ giả Văn Minh thế hệ trước hay sao? Lúc trước Văn Minh thế hệ trước đột nhiên biến mất, Kim Tam Ngân nói đã có một hồi đại hảo kiếp diễn ra, dẫn đến Văn Minh thế hệ trước trong một đêm đã tan vỡ. Chỉ là, Lăng Hàn đã đi qua một chút di tích cổ, hiển nhiên nơi đó không có trải qua trận đại đồ sát xem ra hẳn là tự mình rút đi không giống như lời mà kim tam ngân nói hiện tại xem ra cả hai khả năng này đều đúng quả thực văn minh thế hệ trước đã bị đồ sát nhưng vẫn có một bộ phận người còn sống sót thoát khỏi thiên hải tinh lang hàn tiếp tục đi về phía trước nếu như đã đi tới nơi này đương nhiên hắn không có khả năng bỏ dở nửa chừng hắn muốn biết tên đao phủ tàn sát văn minh thế hệ trước là ai hơn nữa cường giả tiên đột xuất hiện từ bên trong từng bí cảnh là cái quỷ gì là một phần người sống sót của văn minh thế hệ trước hay sao? Hắn là một người hiếu kỳ, càng đi về phía trước, thi thể lại càng mới mẻ, vẫn có thể nhìn thấy có máu tươi đang lưu động trong xương cốt. Nếu như đây là người bị hại của văn minh thế hệ trước, như vậy ít nhất đã qua 2.000 năm, sao máu còn không có chảy khô cạn cơ chứ? Cường giả tuyệt thế sao? Lăng Hàn thử đến gần, sắc mặt lập tức đại biến. Da của hắn đau nhức từng đợt, giống như bị đau cắt, Thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn, đè nén khiến cho hắn rất khó chịu. Nếu như lại tiến lên một bước, rất có thể hắn sẽ bị nổ tung. Hít, những người này đều chết rồi, sao lại còn có uy thế khủng bố như thế cơ chứ? Chương 3899, Đại chi chu. Khi còn sống những người này đã đạt đến độ cao như thế nào đây? A, à, hắn thấy một cỗ thi thể, rõ ràng là hình người, thế nhưng lại có một cái mặt lông xù, xấu xí, thực sự rất giống một hầu tử. Người khỉ Hắn nghĩ tới hầu ca, một suy như không thể tin được bỗng nhiên xuất hiện. Không phải hầu ca cũng là tồn tại văn minh thế hệ trước đó chứ. Trước đó, khi hắn mới tới thiên hải tinh, thọ nguyên của phàm nhân bất quá cũng chỉ hơn 100 năm, cho dù tu luyện có thành tựu thì thọ nguyên cũng chỉ là ngàn. Cho nên, hắn hoàn toàn không có liên tưởng hầu ca đến văn minh thế hệ trước A. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút, hầu ca có thể bị núi lớn chèn ép mà không chết, chuyện này cần thực lực cỡ nào cơ chứ. Tầm bí cảnh có thể làm được sao? cũng không, có thể là cường giả bên trên tiên đồ. Như vậy chuyện hầu ca từ văn minh thế hệ trước mà đến, hẳn là cũng có khả năng. Lại nói, hiện tại bên trong từng bí cảnh có rất nhiều cường giả xuất hiện, dường như cũng có vô số quan hệ với văn minh thế hệ trước. Chuyện này càng là bằng chứng cho điểm này. Nghĩ đến hầu ca, trong lòng lăng hàn không khỏi khẽ động, lấy ra một kiện y phục khoác lên trên thi thể người khỉ kia, phủ lên đầu của đối phương. Trong lòng của hắn có một cỗ hàn ý, văn minh thế hệ trước đã xảy ra đại đột sát, như vậy một màn này có thể lần nữa trình diễn hay không a? À? Ai, vì sao mà hắn luôn đụng phải loại chuyện này cơ chứ? Khi còn ở Hằng Thiên Đại Lục, Nam Tông đem toàn bộ sinh linh trên đại lục thành vật liệu, luyện chế linh đan, cách mỗi vạn năm sẽ mở luyện một lần, đồ diệt ức vạn sinh linh. Nơi này, dường như cũng nguy hiểm vạn phần a. Không được, nhất định phải nhanh chóng tăng lên tu vi, nếu không, vạn nhất loạn thế lại đến, hắn lấy gì để bảo vệ mình đây? Nếu như hắn bỏ mình như vậy sinh linh trong ức vạn vị diện trong cơ thể hắn cũng phải chết theo hắn hả Hà, lang hàn nghiêng tai yên lặng lắng nghe mặc dù nơi này quá mờ ảo không nhìn thấy rõ thế nhưng thính lực lại không có chịu ảnh hưởng hắn đã nghe được động tính có cái gì đó đang nhanh chóng tới gần chỉ là còn ở xa ngoài mười trượng, bằng không hắn đã có thể nhìn thấy vấn đề là đã hắn không nhìn thấy đối phương sao đối phương lại phát hiện ra hắn được chứ thị lực trên hắn hay sao phải biết rằng hắn phải phát động nhãn thuật mới có thể nhìn thấy khoảng cách 10 trượng cực hạt vậy tồn tại bí ẩn này cường đại tới cỡ nào cơ chứ? Lăng Hàn đã chuẩn bị kỹ càng, hắn tùy thời có thể phát động tuyệt đối công bằng. Suốt cục, thị lực của hắn đã bắt được một vệt bóng đen. Hắn kinh ngạc, bởi vì đây cũng không phải là một con người, mà là một đầu nhìn nhện. Chỉ là, hình thể của con nhện này rất khổng lồ, có thể so sánh với một con nghé con, bằng không thì cũng không dùng từ đầu để hình dung. Toàn thân con nhện này đen nhánh, Tám cái chân như thương, một đường chạy vội, nhanh đến mức kinh người. Lăng Hàn cũng buông lỏng, bởi vì hắn đã nhìn thấy rõ ràng, trên cơ thể của con nhện này có bốn đạo minh văn phát sáng. Yêu thú tứ văn, không có gì phải sợ, nhưng vì sao yêu thú tứ văn có thể phát hiện ra hắn tồn tại ở địa phương xa như vậy cơ chứ? Thứ nhất, khả năng là con nhện này có được thính giác hoặc là khứu giác kinh người. Thứ hai, khả năng nơi này có đầy tơ nhện, hắn bất chi bất giác chạm đến, cho nên mới lập tức kinh động đến đầu nhện nhện này siêu 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 còn cách khoảng cách 7-8 trượng, nhiên nhện đã bắt đầu phun ra tơ nhện quấn quanh lăng hàn đám tơ nhện này có tính dính cường đại nếu như thật sự bị đụng tới lăng hàn sẽ bị cuốn lấy lực hành động sẽ bị ảnh hưởng cực lớn lăng hàn né tránh sau đó lại đáp lễ một quyền đánh ra lực lượng hóa thành thực chất một nắm đấm tỏa sáng lớn chừng một cái nồi nhỏ đánh về phía con nhện đen phía trên còn có năng lượng tầng thứ cao kim thuộc tính bao vây càng tăng thêm lực phá hoại phanh nắm đấm đánh vào trên tơ nhện không nghĩ tới tơ nhện này lại rất cứng cỏi, không ngờ lại không thể xuyên qua được. Thế nhưng bị chặn lại như thế, tốc độ tơ nhện xông lên cũng hoàn toàn hao hết, lập tức rơi xuống, bị con nhện đen kia thu về. Lăng Hàn có chút giật mình, mặc dù một quyền này không phải là toàn lực ứng phó của hắn, thế nhưng cũng đủ để nghiền ép phần lớn minh văn cảnh, không nghĩ tới lại không thể ngăn chặn được đầu nhện nhện đen này. Có chút lợi hại, đại chi chu phun tơ nhện tung tóe, siêu siêu siêu, nơi này hiện đầy tơ nhện màu trắng, giống như từng dây lụa quấn quanh, dùng tốc độ kinh người bệnh thành một cái lưới lớn. Nó lại nhảy một cái, đã đi tới trên lưới nhện, phóng về phía lăng hàn. Ở trên mạng nhện, tốc độ của nó càng tăng thêm. Rất nhanh nó đã đi tới trước mặt của lăng hàn, một cái chân dài đâm tới lăng hàn, giống như là một cây mâu sắt hàn quang lạnh lẽo vậy. Lăng hàn thấy vậy xuất quyền ninh tiếp, năng lượng kim loại tầng thứ cao quấn quanh ở trên nắm tay, hắn cũng muốn nhìn xem nắm đấm của ai cứng hơn. Phanh, nắm đấm và chân của con nhện va chạm tạo thành sóng xung kích rất lớn chấn động tới mức làm cho cả con nhện và mạng nhện rung động lăng hàn cười ha ha chiến ý sôi trào song quyền liên tục vung vẩy dùng quyền điên cuồng đánh con nhện đen cũng rất mạnh mẽ không nhường chút nào mà cùng liều mạng với lăng hàn liên tiếp đấu mấy trăm kích sau đó lăng hàn và nhện nhện đen đồng thời thu tay lại trên nắm tay của lăng hàn có máu tươi nhỏ xuống mà nhện nhện đen cũng không có tốt hơn chỗ nào ngay cả chân nhện cũng có chút biến hình cũng còn may là nó có tất cả 8 cái chân, đủ để tái chiến. Có chút thực lực, chiến ý của Lăng Hàn nổi lên, nhào thân tiến lên, nói. Lại đến, hắn dùng tới yêu hầu quyền, bên trong một quyền đấm ra một đầu yêu hầu viễn cổ hiển hiện, tản mát ra lệ khí vô tận. Tạo nghệ của hắn trên yêu hầu quyền càng ngày càng sâu. Nhìn nhện nghênh đón, thế nhưng yêu hầu quyền được phát động, lực lượng cao tới 50 tầng trồng chất lên, còn có tần suất công kích, uy lực này cường đại tới cỡ nào cơ chứ. Nhìn nhện lập tức bị áp chế, liên tiếp lui lại, ngay cả con nhện cũng không chịu được lực quyền bá đạo của Lăng Hàn mà bị đập gãy từng cái chân. Nhưng Lăng Hàn và nhện nhện cũng không có chú ý tới, cô thi thể người khỉ được Lăng Hàn che kín đầu bỗng nhiên mở hai mắt ra, bên trong là một mảnh trắng bệch, có ánh sáng xanh mơn mởn đang nhấp nháy.